Ba chưa ngủ à? Tìm cái gì đấy, tặng cái gì đây? Mấy chị em thật luôn, ngày nào cũng suy nghĩ là phải 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 đi tìm gì tặng đó mấy chị. Ngày nào cũng phải suy nghĩ hết. Rồi lên cho mấy chịu nha, tương tác dùng cho Hải với mấy chị ơi. À để lên cái túi này trước đi mấy chị. Lên cái túi này ha. À, lên cái túi này, lên rồi lên nha mấy chịu nha. Cái này là thôi mình à, cái này là coi như là mã may mắn nha, tại vì em người ta sẽ bán cho mấy chị là 140 một cái đúng không? Nha mấy chịu nha, em bán mấy chục ngàn lấy tương tác luôn. Chị nào chia sẻ like thì em mới chốt nha mấy chịu nha. Còn mấy cây kẻ mắt á đem lại chị tặng luôn, xong rồi chị à, túi ha. Cái này nó có 2 dây mấy chị ạ. 2 dây nha mấy chịu nha, 2 dây bên trong, 1 dây dài nữa mấy chị. Dạ. Một dây dài kèm cho mấy chị. Đi rồi, đi rồi, đi xinh rồi. Lắm luôn á, cho mấy chịu nha. Chị, em đi cho chị rồi á. À, may mắn kèm số điện thoại giùm em luôn, rồi là hết rồi đúng không? Chừng đây là hết rồi đó, không muốn cây. Hả? Ý là chị có muốn đồ gì? May mắn kèm số điện thoại như mấy chịu nha. Em lên cho mấy chị 4 cây này xong em lên tặng túi cho mấy chị ha, chị coi túi đó bao nhiêu. Em lên túi cho mấy chị luôn hen. À, tại vì có nó có mấy con thôi à, tặng nốt cho mấy chị luôn. Rồi lên nha mấy chịu nha. Cái giùm em mã may mắn kèm số điện thoại giùm em luôn nha mấy chịu nha. May mắn kèm số điện thoại giùm em luôn. Chị nào mà chưa được mắc kẻ thì mấy chị săn nha mấy chịu nha. May mắn kèm số điện thoại giùm em, rồi xíu em sẽ lên cái mã túi này siêu siêu rẻ cho mấy chị ha. Tại vì nó có ít đó nên là thôi em tặng nốt cho mấy chị luôn muốn, ha. Chị có muốn đổi địa chỉ không chị? Em bố cái địa chỉ của em. Rồi cái giùm em mã may mắn kèm số điện thoại cho. Dạ dạ. Chị bố cho em. Tại vì em đang like. Không phải đi mấy cái này. Ừ. Ừ ok. Dạ dạ, không chị thì bỏ qua Hải cho em. Rồi cái gì may mã may mắn kèm số điện thoại nha mấy chị yêu nha. May mắn kèm số điện thoại dùng cho Hải luôn, lên nhanh mấy chị yêu ơi. May mắn kèm số điện thoại chia sẻ like tương tác lên giúp em đi. Bây giờ chị nào vào trước rồi chia sẻ like trước lên giúp em ạ. Chị nào mà chưa chia sẻ like thì chia sẻ cho Hải nha mấy chị yêu nha. À, chị nào mà lên mà chưa chia sẻ like thì chia sẻ dùng cho Hải luôn. À, tương tác dùng cho Hải nha mấy chị yêu nha. May mắn kèm số điện thoại nha mấy chịu nha. Nhanh lên để hãy lên tặng mấy chị mấy cái túi này mấy chị ơi, giá siêu tặng luôn ấy. Giá mà mấy chục ngàn một cái túi thôi mấy chị nha, mấy chịu nha. Chắc cực kỳ chắc luôn, mấy chị đang ngồi mua chắc rẻ nhất cũng phải là 180. Đơn giày là đi hết rồi chị Hữu Duyên ha. Đơn giày là đi hết rồi mấy chị nha, mấy chịu nha. Rồi không mình giùm em mã may mắn kèm số điện thoại giùm em mấy chị ơi, rồi chốt luôn đi. May mắn kèm số điện thoại nha mấy chị yêu nha. Tương tác dùng cho Hải luôn mấy chị ơi. Chị nào mà chưa chia sẻ like thì chia sẻ nha mấy chị yêu nha. Chị nào mà không chia sẻ like là không bao giờ được tặng đâu mấy chị. Em nói thật sự luôn ấy nha mấy chị yêu nha. Mình chia sẻ like để chế độ công khai dùm em ha. Và cho Hải xin một nút like bài viết tương tác cho Hải luôn mấy chị.
may mắn kèm số điện thoại dùng cho Hải nha mấy chịu nha. Cô mình dùm em mã may mắn kèm số điện thoại dùng cho Hải luôn. May mắn kèm số điện thoại nha mấy chịu nha. Tương tác dùm cho Mina Hải luôn. Chị Mina chia sẻ like tương tác với em đi chị ạ. Chị nào chưa chia sẻ sẽ liền với em đi ạ. Chị nào mà chưa chia sẻ like thì chia sẻ cho Hải nha mấy chịu nha. Ba lần vào trang cá nhân và 5 lần hội nhóm để chế độ công khai bấm like và biết dùm em luôn ha. Chị Mina chưa chia sẻ like cho Hải này, có nhiều chị chưa chia sẻ like nha mấy chịu nha. Cố gắng chia sẻ like dùm cho Hải luôn nha mấy chịu nha. Rồi cái này ghi liền em luôn, ghi liền em mã may mắn kèm số điện thoại nha mấy chịu nha. May mắn kèm số điện thoại dùng cho Hải luôn nha mấy chịu nha. Rồi đưa em đọc trước đi em. Rồi nha mấy chịu nha, còn hai chị nữa hen. Rồi may mắn em chốt cho chị Nguyễn Thị Ánh Hồng 0775218911, Nguyễn Thị Ánh Hồng 911 ha. Chị nào được tặng lên mã cảm ơn dùm em ha. Rồi cái này ghi em mã may mắn tiếp cho chị Minh Minh nè 0935079198, Minh Minh 198 nè. Rồi em chốt cho chị Minh Nhật 0822441345 cho chị Minh Nhật 345 nè. Minh Nhật 345 ha. Rồi tiếp còn hai chị nữa nha mấy chịu nha. Thôi mình dùm em mã may mắn kèm số điện thoại dùm cho Hải luôn. Lên mã may mắn may mắn em kèm số điện thoại nha mấy chịu nha. May mắn kèm số điện thoại dùm cho Hải luôn mấy chị ơi. Tương tái dùm cho Hải nha mấy chịu nha. Lên dùm em mã may mắn kèm số điện thoại dùm em luôn nha mấy chị. Mấy chị lên cố gắng lên số điện thoại dùm em và đừng quên là chia sẻ like nha mấy chịu nha. Chia sẻ like thì mới có tương tác nha mấy chịu nha. Và nhớ là lên mã liên tục dùm cho Hải với nha mấy chị. May mắn kèm số điện thoại dùm cho Hải luôn mấy chị. Kim em mã may mắn nha mấy chịu nha. May mắn nha mấy chịu. Rồi lên mấy chị ơi. Này thấy các cũ. Rồi ghi dùm em mã may mắn kèm số điện thoại cho Hải mấy chị ơi. Lên mã may mắn còn hai chị nha, lên mã may mắn kèm số điện thoại với em để bên em chốt cho nó nhanh mấy chị nha. Rồi mã may mắn em chốt cho chị Ủy Đoan 0982467045 cho chị Ủy Đoan 045 nè. Ủy Đoan 045 ha. Rồi tiếp mấy chị ơi, còn một chị nữa nha mấy chị nha. Còn một chị nữa nha mấy chị nha, chốt bằng anh tiếng nha. Rồi ghi liền em nha mấy chị nha. Ghi liền em mã may mắn kèm số điện thoại giùm em luôn. May mắn kèm số điện thoại nha mấy chị nha. Nhanh mấy chị. Rồi may mắn nha mấy chị nha. Rồi may mắn em chốt cho chị Bằng Lăng Tím 0342298080 cho chị Bằng Lăng Tím 080 này nha mấy chị nha. Rồi 5 chị ha. Rồi bắt đầu em lên mã túi này em bán tặng cho mấy chị nha. À, bán tặng cho mấy chị với giá là 75.000 một cái túi. 75.000 ha. Cái này là bán tặng nha mấy chị nha. Có không có lời lãi gì hết đâu mấy chị nha mấy chị nha. Tại vì cái này là tặng cho mỗi chị là 15k rồi đó mấy chị nha mấy chịu nha. Tặng mỗi chị là 15k tại vì cái này em nhập vô giá là 85.000 nha mấy chịu nha. Bây giờ em tặng cho mấy chị luôn nha mấy chịu nha. Em nhập vô giá là 90 chứ 90 95 gì đó nha mấy chịu nha. Bây giờ em tặng cho mấy chị 75.000 coi như là em tri ân cho mỗi chị 15.000 nha mấy chịu nha. Kim em mã túi 75 giùm em luôn. Túi 75 hai dây nha mấy chịu nha, một dây dài và một lên mã túi 75 lên giúp em à. Và cái màu trắng cho chị nào đã chia sẻ like cho mấy chị ha. Nha mấy chịu nha. Màu trắng này nó khó kiếm hơn là màu túi 75 cho Hữu Duyên. Nha mấy chịu nha. Kim em mã túi. Túi 75 cho Nguyễn Hồng Thịnh. 75.000 mấy chị ơi nha mấy chịu nha. Túi 75 cho Hà Lưu. Kim em mã túi 75 mấy chị. Túi 75 nha. Kim em mã túi 75. Túi 75.000 giúp em đi ạ. Kim em mã túi 75.000. Túi 75.000 cho Bảo Ngọc 740. Rồi tiếp cho mấy chị luôn ha, còn túi gì nữa chị? Rồi rồi. Túi 75.000 là giúp chị nào chưa có lên thì mã túi 75 giúp em, túi 75 cho Khánh Hồng. Túi 75.000 giùm em nha. Nói chung là em tặng cho mấy chị em đem túi về coi như Hà Lưu có rồi nha, Nguyễn Hồng Thịnh có rồi, Hữu Duyên có rồi. Túi 75 cho Vy Vy 837. Rồi lên tiếp cho mấy chị mã này nha. Túi 75.000 lên giúp em đi mấy chị ơi. Túi 75 cho Thu Phong. Rồi túi này nha mấy chịu nha. Túi này em nhập vô 105.000. Lúc sáng em tặng 2 con rồi. Túi 75.000 bên em còn 3 con. Cuối cùng giờ là chút liền mà túi 75 với em VV có rồi nha. Chị Bảo Ngọc có rồi ạ. Túi 75 chú chị Nguyễn Thị Nguyễn Thị Hồng. Đây nha. Rồi túi này em tặng cho mấy chị 85.000 dùm em luôn nha mấy chịu nha. Túi 75 cho Trần Quỳnh. Túi 75 bên em còn 1 con cuối cùng thôi. Đây. Rồi túi này thì em chị tặng Minh cho chị Minh Nhật luôn thì chị mới giúp em đi chị hả? Túi 75 cho mấy chị ơi. Nha. Túi này em tặng cho mấy chị 85.000 chị là lấy túi 75 cho chị Vân Nguyễn 036. Hết mã túi 75 ạ. Dạ có chị ơi, chứ hãy lên cho mấy chị nha. Rồi cái này ghi liền em mã 85.000, con này là em bán tặng nha mấy chị nha, thật sự luôn ấy. Bây giờ nói thật luôn là túi là đem về tặng cho mấy chị thôi nha mấy chị nha. Tặng 20 ngày cũng là tặng đúng không mấy chị, tại vì em nhập vô 100 mấy lần á. Nha mấy chịu nha, nhưng mà đem về tặng cho mấy chị nào mà nãy giờ chưa có được săn hàng tặng nhà Hải á mấy chịu nha. Và cái này ghi liền em luôn với giá là 85.000 dùng cho Hải nha. Chốt dùm em mã túi 85 dùng cho Hải luôn. Cái này là có hai quay đeo nha mấy chịu nha.
hay quay đeo dùm cho túi 15 hết rồi nhưng mới chịu nha. Rồi ghi liền em mã 85.000 em có cho mấy chị mấy con thôi, lên cái túi công sở đó đi chị. Rồi ghi liền em nha mấy chịu nha, 85.000 em có cho mấy chị vài con à. Con này là vừa bán vừa tặng đó mấy chị, không có nhặt được 85 đâu, mấy chị nào đi xem là biết là không bao giờ có 85.000 hết. Nhưng mấy chịu nha. Ghi em mã túi 85.000 là chứ em mấy chị ơi, túi 85.000 chứ gì chi lên. 85.000. Lên liền mã túi 95.000 nha mấy chị. Em mã túi nha mấy chịu nha. Rồi em lên cho mấy chị con này luôn. Ở túi 85.000 chứ quên. Túi 85 mấy chị. Rồi cái này là túi dòng công sở mấy chị, nha mấy chịu nha. Con này em cũng tặng cho mấy chị luôn, 85.000 luôn mấy chị, nha mấy chịu nha. Rồi cái này ghi liền em, ui con này đẹp ghê á. Ghi như hàng đi mua 300 mấy ngàn luôn trời. Này bên trong lúc này mấy chị. Rồi cái này chốt nhanh dùm em ha, ghi em mã công sở 85.000. Con này em nói không đẹp, không lấy tiền mấy chị luôn ấy. 85.000, mấy chị mà không mua của Hải là mấy chị tiếc lắm luôn. Mấy chị ra ngồi mấy chị mua toàn phải giá gấp 3 lần như Hải đang bán mấy chị á. Không bao giờ có giá rẻ hơn á, nha mấy chịu nha. Rồi cái này ghi liền em, vỏ trắng trên ghế bao nhiêu vậy chị? Vỏ trắng trên ghế chị like rồi em, 75.000. Công sở này mấy chị, đẹp chưa? Đẹp hề. Ghi em mã công sở này, chị nào bỉm sữa này kia mấy chị. Công sở hay bỉm sữa? Ôi lấy đi mấy chế. Ôi cái này đi du lịch công là dễ sở 85 cho mê mê. Ôi mấy chị ơi, đi du lịch này kia là dễ bỏ đồ nhất, đi làm này kia nữa mấy chị. Hay là chị nào mà có con á, chị nào có con nhỏ này, bỏ áo quần này, bỏ sữa này, bỏ tã này, tùm lum tùm la trong đây cũng ok luôn nha mấy chịu nha. 85.000 dùm cho Hải mà đẹp lắm nha mấy chịu nha. Chiều lấy chốt đi em mã túi 85 dùm em. Túi dùm cho Hải nha, 85.000 con này mấy chị mang sướng nè. Sướng lắm luôn á mấy chị, siêu cưng nha mấy chịu nha. Chiều lấy chốt đi giùm em luôn, cái liền em mã giùm em 85.000 giùm em. Cái em mã 85 cho anh. Túi công sở 85 cho Mia Đặng. Ôi em thấy cái đó là túi công sở 85.000 cho Mê Mê. Em thấy cái đó là mấy chị biết sao không? Mấy chị đi làm có con nhỏ mà ví dụ như vợ trắng hết là chị Đặng qua. Cuối tuần mấy chị cho con đi chơi này kia mấy chị. Ví dụ như mình đem theo tả cho con này kia là ok luôn mấy chị. Túi công sở 85.000 cho cọ buôn la. Nhưng mấy chịu nha. Hoặc mấy chị nào mà có con nhỏ cuối tuần mấy chị cho con đi công viên này kia mấy chị không muốn mà sách nách mang này kia mấy chị cần mang một cái giỏ đó cho Hải mấy chị bỏ tả bỏ sữa cho con là ok rồi mấy chị nha mấy chịu nha. Rồi cái này ghi em mã đuôi cái giùm em luôn 79.000 em có cho mấy chị hai con này. Rồi bắt đầu em lên hàng luôn nha mấy chị. Túi công sở 85.000 cho Thanh Nha Du. Rồi ghi liền em luôn mã váy giùm em luôn 79.000 giùm em này, em có cho mấy chị hai ba con này mấy chị. Ghi em mã váy đuôi cá 79.000 giùm em luôn. Hôm này bầu bì mang ok dùm cho Hải nha. Riêng con này thì không phải cần phải giới thiệu nữa mấy chị nha mấy chịu nha. Con này nó quá là xịn sò rồi mấy chị. 79.000 giùm em luôn. Chốt liền em mã váy đuôi cá 79.000 ở đây theo cho mấy chị luôn nè. Theo nha mấy chịu nha. Chốt em mã đuôi cá dùm cho Hải 79.000 giùm em. Đuôi cá 79 Hải có cho mấy chị được một con à mấy chị. À ba con à. Nha mấy chịu nha. Rồi cái này ghi em mã hoa cúc dùm cho em 75.000 giùm em nè. Áo hoa cúc 75.000 một con duy nhất mấy chị. Hoa cúc 75 này mấy chị nè. Đây mấy chị nhìn con hoa cúc này mấy chị nè. Con này là hàng cao cấp nha mấy chị nha. Nhìn cái hàng là biết. Quá 79.000 cho chị Khánh Hồng. Mấy chị nè. Xịn chưa? Nha mấy chị nha. Rồi cái này ghi em mã hoa cúc dùm cho Hải nè. Hoa cúc nha mấy chị nha. Với giá là 75.000. Chúc em mã áo hoa cúc 75 dùm em. Hoa cúc 75 một con nha mấy chị nha. Hoa cúc dùm cho Hải 75.000. Cái này con này nè. Hoa cúc 75.000 lên giúp em ạ. À. Con này nó giống với con màu vàng lúc sáng á, 69.000 nè. Chốt em mã tím khôi môn. Thêm một túi công sở 85 cho cậu Phong Lan. Rồi cái này ghi em mã tím nha mấy chịu nha. Với giá là 69.000. Chốt em mã hoa cúc 75 cho chị Tiết Lê Nẵng. Mấy chị xin chưa mấy chị nè. Con áo này đẹp lắm luôn ấy nha mấy chịu nha. Đếp lâm ở dưới cho mấy chị nè. Kèm cho mấy chị bèo nè. Nha mấy chịu nha. Hàng này không có rẻ đâu mấy chị. Nha mấy chịu nha. Con này là hàng của nó là hàng cao bao mấy chị. Hàng cao bao nha. Phải là vải tơ dùng cho Hải luôn. Với giá là 69.000. Chúc em mã tím 69 dùm em. Tím 69 nha mấy chịu nha. Đều cho Hải nè. Xinh lắm. Con này có hai con rồi mấy chị. Ghi em mã tím dùng cho Hải nha. 69.000 dùng cho Hải. Áo tím 69.000 lên với em luôn mấy chị nha. Ghi em mã tím cho mấy chị nha. 69.000 dùng cho Hải nè. Rồi cái này ghi liền em luôn. Trời ơi xinh chưa. Mã số 5 dùm em luôn. Chốt em mã số 5 49.000. Ghi em mã số 5 49.000. Tiếng 69 chứ chị mê mê. Rồi cái này ghi em mã số 5 49.000. Một con duy nhất mới bán 49.000 đó.
Trời ơi, tiếng 69 lên mà tiếng 69 với em luôn mấy chị ạ. Số 5 49 ngàn với Khánh Hồng. Số 5 dùm em 49 ngàn. Rồi cái này ghim em mã số 6 49 ngàn dùm em luôn. Chị nào thích phong mỹ em lên một loại phong mỹ như mẫu lẻ nha. Rồi cái này ghi liền em mã số 6 dùm em. Mã số 6 cho Hải nè mấy chị. 49 ngàn dùm chạy. Ghim em mã số 6 49 ngàn một con duy nhất nè mấy chị. Mã số 6 49 ngàn lên giúp em ạ. Ghim em mã số 6 nha mấy chị yêu nha. 49 ngàn. Rồi cái này ghim em mã 3 lỗ 29 ngàn dùm em nè. Áo 3 lỗ dùm em ha. 29 ngàn. Ghim em mã 3 lỗ 29 ngàn một con. 6 dùm em ơi. Rồi cái này ghim em mã số 7 3 lỗ 29 ngàn giúp em ạ. Mã số 7 dùng cho Hải nha. 49 ngàn. Hải có cho mấy chị một con. Mã số 7 49 ngàn. Mỗi mã có một con nha mấy chị yêu nha. Ba lỗ 29 ngàn cho Trần Thị Tu Trinh. Rồi mã số 8 49 ngàn dùm em. Chúc em mã số 8 nha. Cho Hải xin một nút like tương tác đi mấy chị ơi. Nha mấy chị yêu nha. Rồi cái này ghim em mã số 8 dùm em luôn. 49 ngàn. Mã số 8 49 ngàn dùm em. Ghim em mã số 7 49 ngàn cho Sang Sang. Mã số 8 dùng cho Hải nha. Anh nhớ tâm đi tâm đi. Đâu rồi. Số 8 bao nhiêu? Số 8 49 ngàn cho đủ quen. Rồi cái này ghim em mã số 8 49 ngàn chị Lê Nguyễn. Rồi cái này ghim em mã số 9 49 ngàn dùm em nè. Mã số 9 dùm em mấy chị. Mã số 9 dùm em nha. 49 ngàn. Chúc em mã số 9 dùm em nè. Mã số 9 nha mấy chị yêu nha. 49 ngàn. Hãy có cho mấy chị một con duy nhất luôn. Chúc em. Này mỗi mã có một con thôi mấy chị yêu ơi. Này em tặng nốt mấy chị luôn á. Chứ không có gì hết. 49 ngàn dùm em. Rồi mã số 10 dùm em 49 ngàn. Ghim em mã số 10 dùm em. 49 ngàn cho Lê Thanh Truyền. Rồi cái này ghim em mã số 10 49 ngàn dùm em nè. Mã số 10 hàng to bao hết mấy chị. Tất cả đều là hàng phong mỹ hết nha mấy chị yêu nha. Nhưng mà nó còn một con thì em tặng nốt mấy chị 49 ngàn. Nha mấy chị yêu nha. Mã số 10 dùm em 49 ngàn. Em có 2 con mấy chị. Số 10 49 ngàn cho Lệ Xuân. Rồi cái này hãy có 2 con áo cà rất tốt nè mấy chị. Em cũng tặng mấy số chị. Số 10 49 ngàn cho Như Ý Tròn. Rồi cái này ghim em mã số 11. Mã số 11 dùm em nè. 49 ngàn dùm em. Ghim em mã 11 49 ngàn giá là rất tốt nè. Con này là mấy chị hỏi nhiều lắm luôn á. Nha mấy chị yêu nha. Ghim em mã 11 dùm em. 49 ngàn dùm em nè. Mã 11 nha mấy chị yêu nha. 49 ngàn. Rồi cái này ghim em mã 12 49 ngàn cho Hải luôn. Mã 12 11 dùm em. 11 cho đủ quen. Mấy chị. Mã 12 dùm cho Hải nha. 49 ngàn Hải cũng có cho mấy chị một con. Mấy con phong mỹ này xịn lắm mấy chị. Nó đơn giản nè. Ghi liền em mã 14 giùm em. Mã 14 cho Hải nè mấy chị. 49 ngàn. Ghi em mã 14 giùm em. 12 cho Phạm Kiều Dung. Mấy chị. Mã 14 cho Hải nè. Ghi em mã 14 nha. Áo chữ nè mấy chị nè. Đẹp chưa. Xuất sắc luôn ấy mấy chị. Đẹp lắm. Mã 14 giùm cho Hải nha. 49 ngàn giùm cho Hải. Rồi mấy con này hãy bán cho mấy chị 39 ngàn ha. Rồi cái này ghi liền em mã 15 kèm màu dùm 14 em. Cái gì hoa hoa. Mã 15 39 ngàn kèm màu. Màu đen, màu nâu và màu đỏ đô dùm em. Tất cả đều là dáng ôm. Hẹn em bán 69 ngàn. Em tặng mấy chị 39 ngàn. Ghi em mã 15 kèm màu dùm em. Mã 15 kèm màu dùm cho Hải nha mấy chị nha. 15 kèm màu dùm em. Màu đỏ đô dùm cho Hải nè. Màu nâu nè. Và màu đen chữ dùm em ha. Tất cả đều là dáng ôm nha mấy chị nha. Ghi dùm em mã 15 kèm màu dùm em 39 ngàn dùm cho Hải. 39 ngàn nha mấy chị yêu ơi. Đây nè. 15 đen cho Thu Lan. Rồi cái này ghi dùm em mã 16 dùm em 39 ngàn dùm em. Mã 16 39 ngàn dùm cho Hải. Chúc em mã 16 39 ngàn. 15 nâu cho Nguyễn Đào. Rồi cái này ghi dùm em mã 16 39 ngàn. Hãy có cho mấy chị một con nè. 16 39 ngàn dùm cho Hải. 15 bên em còn màu đỏ. Mã 16 cho Hải mấy chị. Màu đỏ đô mấy chị ơi. Không phải là màu đỏ tươi đâu mấy chị. Đỏ đô lên cực kỳ trắng da, cực kỳ đẹp da luôn đó mấy chị. Nha mấy chị nha. Ghi liền em mã này là mã 16 giùm em nè mấy chị. 16 cho Trần Thị Tú Trên. Rồi ghi liền em mã 17 49 ngàn giùm em. 17 giùm cho Hải nha. 49 ngàn. Chị nào mua phong mỹ của nhà Hải cũng biết nha mấy chị nha. Hàng này là hàng siêu siêu đẹp luôn mấy chị ơi. Đẹp nhất trong tất cả loại phong luôn nha mấy chị nha. Đẹp nhất trong tất cả các loại phong mấy chị mua luôn ấy. Hàng phong mỹ là đỉnh nhất luôn. Mấy chị mặc 3 năm không bao giờ hư cái áo. Cũng không chấp cái áo cho Hải luôn nha mấy chị nha. Rồi cái này ghi liền em luôn. 15 đỏ cho chị Tùy Duyên. Ghi em mã 17 nha mấy chị nha. 49 ngàn dùm em luôn.
Mã 17 cho Hải 49 ngàn mấy chị. Kim cho Hải mã 17 nha mấy chịu nha. 17 49 ngàn cho Ruby Nguyễn. Đây, chị nào hỏi Hải, Hải ơi, có cái set áo mà cúp ngực mà bữa trước Hải bán á, với lại cái quần ống sung á, đây nè mấy chị, 79 ngàn nguyên một set luôn nha. Ghi liền em mã set 79 ngàn dùm em. Đây nè, lúc sáng chị nào mới hỏi Hải nè. Hải ơi, còn cái set mà áo cúp ngực với lại cái quần ống sung được trước Hải bán á, chị mua một set rồi bạn chị nhờ mua nè, nha mấy chịu nha, tặng luôn cho mấy chị luôn. Áo phong mỹ này mặc miễn chê luôn. Ghi liền em mã set dùm em chị nha. Nguyễn Đào ơi, khách mới chọn nhiều cọc liền giúp em đi chị ha. Này mấy chị, chị Nguyễn Đào chọn nửa cọc liền giúp em đi chị nha. Đây nha mấy chị nha. Rồi cái này ghi liền em mã set dùng cho Hải 79 ngàn nè. Áo là áo cúp như thế này, mấy chị mua cái set này về mấy chị mặc cái mà dạng như là mấy chị nào mà hay mặc áo mỏng á, mấy chị không thích mặc áo mỏng. 17 lúc nãy cái chị Hiền Nguyễn. Nha mấy chị nha. Một cái quần ống sung này em bán cho mấy chị một cái quần như thế này là đủ rồi mấy chị. Nha mấy chị nha. Bèo nhiều lắm luôn, cái quần của nó đẹp lắm nha mấy chị nha. Đây nè. Nguyên set luôn 79 ngàn giùm em. Chứ em mã set 79 ngàn em có hai set gì nhất à. Hai set duy nhất nha mấy chịu nha. Set 79 ngàn cho Nguyễn Phương Hàm. Set 79 ngàn cho Mê Mê. Rồi đây mấy chị, một con áo kiểu xoén nè mấy chị. Cho mấy chị xem con áo này nha mấy chịu nha. Áo phía trước của nó là xoén nè. Đó mấy chị thấy không? Con này là xoén ở đây cho Hải nè mấy chị. Chị Nguyễn Đào ơi, chuyển khoản cọc liền đi rồi chọn chị ơi. Mấy chị ơi, chuyển khoản nó nhanh lắm mấy chị. Số tài khoản ở trên ảnh bìa của Hải á. Đây nè mấy chị, kèm cho mấy chị nè, con này là hàng to bao nha mấy chị nha. Chân vái hai bên của nó là nhún như thế này nè, mấy chị mặc lên nó rất là đẹp nha. Nguyên set là Hải tặng mấy chị luôn 79 ngàn cho Hải luôn. Chốt liền em mã số 1 dùm em, 79 ngàn dùm em. Ghi em mã số 1 ha, cho mấy chị nào mặc size M đổ lại cho Hải luôn. Set này siêu đẹp lắm mấy chị, đẹp ơi là đẹp cho Hải luôn nha mấy chị nha. Áo là áo cà rốt tốt xoén dùm cho Hải luôn. Chân vái là nhún hai bên nè, chân vái nhún hai bên nha. Con này mặc lên rất là năng mông mấy chị, đẹp lắm. Nguyên một set luôn, em tặng mấy chị 79 ngàn. Ghi giùm em mã số 1 79 ngàn giùm em. Lên mã số 1 cho em 79 ngàn là chắc khỏi bị nhầm mẫu mấy chị nha. Mã số 1 số 1 79 ngàn cho chị Thanh Thảo 571. Rồi cái này ghi liền em mã đầm dây. Cặp cho em 200 ngàn chọn lễ, cặp cho em 200 ngàn và tài khoản là chọn tiếp chị nha. Đầm dây dùng cho Hải nha. Ghi em mã đầm dây tặng cho mấy chị 49 ngàn. Số 1 79 ngàn cho bạn Hồng Nguyễn. Đầm dây dùng cho Hải nha, 49 ngàn giùm em. Chốt em mã dây 49 ngàn dùm cho Hải nè. Dây 49 ngàn Hải có cho mấy chị hai con nè. Ghi em mã dây giùm em nha. Rồi em lên cho mấy chị cái set này nha mấy chị nha. Set này mấy chị mua liền đi em học luôn. Có 59 ngàn mấy chị. Mà mấy chị mặc được 1 năm trời. Không ai nói cái hàng này là hàng chợ hay là hàng gì hết. Em khẳng định mấy chị luôn. Và hàng này là hàng sốt nha mấy chị nha. Hàng này là em ôm thanh lý. Người ta bán sốt tới 180 một bộ lận mấy chị. Dây 49 ngàn cho thôi nha. Mấy chị nhìn vô là mấy chị biết liền à. Nha mấy chị nha. Theo ở đây hết cho mấy chị nè. Phần đây nó cũng theo cho mấy chị nè. Đây nha mấy chị nha. Quần của nó là dáng thể thao cho mấy chị. 59 ngàn một set, em nói mấy chị mặc ở nhà nó rất là sướng luôn. Mấy chị dạo dạo tối nè, đi đánh cầu lông nè, hoặc là đi thể dục này kia nè mấy chị. Nha mấy chị nha, sáng này dậy đi tập thể dục này kia, mấy chị may cái bộ này cho Hải nè. Ở nhà mấy chị may cũng đẹp nữa, mà chỉ có 59 ngàn, bỏ ra 59 ngàn thôi mấy chị. Mua được một cái bộ nha mấy chị nha, mặc nó cực kỳ thoải mái luôn mấy chị. Mặc rất là thoải mái nha mấy chị nha, đây nè mấy chị. Nguyên set nha mấy chị nha, 59 ngàn, tất cả là theo nè mấy chị. Theo ở đây nè mấy chị, theo nha mấy chịu nha, theo ở đây cho mấy chị nè, nên là mấy chị giặt mấy giặt vô tư cho Hải nha mấy chịu nha. Set 59 ngàn dùng cho Hải. Dây 49 ngàn cho chị Hương Minh. 4 set thôi nha mấy chịu nha, với giá là hết mã dây lên mã set 59 ngàn cho em đi ạ. Kim em mã set nha mấy chịu nha, 59 ngàn cho Hải. Rồi cái set này giờ bán nhiêu đây, trời. Rồi tặng nốt mấy chị 79 ngàn đi. Mã số 5 dùm em, 79 ngàn. Mấy chị kèm mấy chị một cái quần ống sung này, hàng này nhập vô set 59 cho Liên Hương. Liên Hương mấy chị size M cho Hải nha, 79 ngàn. Set 59 cho Hồng Duyên nha mấy chị nha, em tặng set 59 cho Hà Hà. Mấy chị khách mới dấu mã kèm số điện thoại lên với em đi mấy chị ơi. Mua cái quần này về mặc đi làm cũng đẹp nữa mấy chị nha mấy chị. Khách mới mã kèm số điện thoại lên với em ạ. Nha mấy chị, kèm với cái áo này. Cái áo này mấy chị phối tùm lum cũng được. Nói chung là 59 cho Tâm Tâm. Mình đi chơi á, hình mặc nguyên set này. Mình đi làm thì mình lấy cái áo, cái quần mình mặc, cái áo mình ít bữa mình về mình đi chơi mình phối vô nha mấy chị nha. 79 ngàn, không nói xạo luôn. Hẹn em nhập vô 119 ngàn đó mấy chị. 119 ngàn, size M dùng cho Hải nha. Nguyên set luôn, tặng cho mấy chị 79 ngàn luôn. Cho em mã set 79 dùm em. Kim em mã set nha mấy chị nha. Set 79 ngàn cho em ơi. Set 79 ngàn nha mấy chị nha. Trời ơi, set đó đẹp lắm mấy chị.
đẹp nhất mắt luôn. Rồi cái liền mã set 79 ngàn lên giúp em đi ạ. Chết rồi mấy chị ơi, cái BBR này bán làm sao đây? Đi vô cái cục đó đi. Cái BBR này bán làm sao đây mấy chị? Set đen nó đẹp lắm mấy chị, đẹp lắm. Con áo BBR này bán giá bao nhiêu đây mấy chị ơi? Con 85 ngàn, chốt mấy mã BBR 85 ngàn mấy chị. BBR dùng cho Hải nha, 85 ngàn, size M dùng cho Hải nè. Mấy chị ơi, hãy có đọc size rồi mấy chị, hãy đọc size M đàng hoàng mà nha mấy chị. Rồi cái này ghi liền em luôn, chốt em mã áo BBR dùm em, 85 ngàn dùm em nè. BBR dùng cho Hải nha, 85 ngàn, size M, 55kg đổ lại em ok nè. Cái form áo BBR này nó hot lắm luôn mấy chị, nha mấy chị yêu nha. Nhưng mà em đảm bảo giá em nhập là rẻ nhất, tại vì cái chất của nó nữa mấy chị, chứ không phải là quan trọng giá nữa mấy chị yêu nha. Cái chất của nó nữa mấy chị, chất của nó rất là đẹp nha mấy chị yêu nha. Đây này mấy chị, nhìn hàng Hồ Hải nha mấy chị yêu nha. 85 ngàn cái áo này hot lắm, siêu hot luôn á mấy chị. BBR 85 cho Trang luôn. BBR 85 cho Bảo Ngọc. BBR dùm em 85 740. BBR 85 ngàn cho Bảo Ngọc 392. Rồi, cái này hoa tặng nốt mấy chị. BBR 85 ngàn cho Nguyễn Trần Kim Anh 69 ngàn luôn, cho em mã trắng 69 ngàn size S mấy chị. Đầm trắng dùm em ha, 69 ngàn size S dùm em. Đây nè mấy chị, có mốt một luôn mấy chị, kim em mã trắng 69 ngàn size S dùm em. BBR 85 ngàn cho Nhiếm Ngốc. Cái này size S nhưng mà mấy chị 52kg mấy chị mang vừa cho Hải á, 69 ngàn. Đầm này đẹp lắm này Diễm, mua đầm này đi Diễm. Xinh lắm luôn á, có mốt ngực hàng nhập 99 ngàn á trời. 99 ngàn này mấy chị, 69 ngàn cái đầm này. Trắng 69 cho mày mày. Đẹp lắm luôn á trời, tiếc dễ sợ luôn đó mấy chị. Hết rồi Diễm Trần ơi. Rồi hai cái áo. Trắng 69 ngàn cho chồng thì Tú Trinh. Rồi cái này kia liền em mã áo dùm cho Hải này mấy chị. Áo nha, 49 ngàn, chốt liền em mã số 1 dùm em. Mã số 1 dùm cho Hải nha. Trắng 69 ngàn cho Khánh Hồng. Mã số 1 dùm cho Hải. Trắng 69 cho Tâm Tâm. Hết trắng ạ. Rồi ghi em mã số 1 49 ngàn dùm em. Ghi em mã 1 49 này có cho mấy chị một con nè. À hai con nè. Ghi em mã số 1 nha mấy chị yêu nha, 49 ngàn phong Mỹ dùm. Phong Mỹ chữ này mấy chị mua cho mấy anh chồng mang đẹp nè nha. Nam nữ đều mang ok hết mấy chị, nó y như hàng unisex mấy chị. Mua cái áo phong giá là bao nhiêu rồi? Số 1 49 ngàn cho Như Ý Trần. Số 1 49 ngàn cho Trang Lưu, hết mã số 1 ạ. Rồi cái này là cái quần chân váy quần nha mấy chị yêu nha, size S dùng cho Hải nè. Cái này là quần nha mấy chị yêu nha. Đây nè, có quần bên trong cho mấy chị luôn, em bán mấy chị 39 ngàn. Chứ không em mã 39 ngàn size S dùm nè. 39 ngàn size S dùm cho Hải nha, xinh lắm luôn. Đi liền em luôn, 39 ngàn size S có con à. 39 ngàn size S nha mấy chị yêu nha, chốt liền em mã 39 ngàn size S. Số 1 hết rồi mấy chị ạ. Rồi ghi mấy áo lạnh dùm em, 39 ngàn. Con áo lạnh này mặc là hơi bị phê luôn, nhiều lúc đi tìm mua luôn đó mấy chị. Mấy chị nè, không có gì phi phi hết rồi chị ơi. Mấy chị nè, 39 ngàn cho Nguyễn Ly. Áo lạnh dùm em nha, 39 ngàn dùm em. Con này mấy chị có 65 hay 70kg mấy chị mặc cảm giác không bao giờ bị nóng trong người luôn nha mấy chị nha. Nó phê cỡ vậy đó mấy chị, đây nè. Của nó, cái vải của nó là vải lạnh đó mấy chị. Mặc lên nó ôm người mà nó đã lắm, cực kỳ mát luôn á mấy chị nha mấy chịu nha. Ghi liền em mã giùm em luôn mấy chị. Áo lạnh 39 ngàn cho Lê Thị Ngọc Bích. Một con. Một con, chị lấy mấy quần đen ở ngọn, quần riêng đen đó chị. Đen đen trả luôn. À, mấy chị, xay em rồi nè. Nhanh nha, bữa nay giờ quần riêng là chị nào phải bấm thật là nhanh thì mới có nha mấy chịu nha. 99 ngàn xay em rồi. Ai nhắn tin cho em dữ gì trời. Rồi cái này ghi liền em ha, 99 ngàn size M. Size M này tương đương cho mấy chị 52-53kg mang ok dùng cho Hải luôn nha mấy chị yêu nha. Co giãn này mấy chị, đây này mấy chị, quần dùng cho Hải nha, 99 ngàn size M. Và mấy chị lưu ý hàng 185 ngàn của nhà Hải nha mấy chị yêu nha. Ghi liền em, trời ơi cái áo lạnh đó mặc sướng lắm mấy chị, em mặc luôn ấy. Mặc quần sướng 99 ngàn cho Sakura Nguyên. Rồi cái này nó còn là S size rồi mấy chị ơi. Rồi em có size L luôn này mấy chị. Size L 50, size L là 58-59kg mang ok luôn mấy chị nha mấy chị yêu nha. Size L dùm em nè, chị nào lấy chốt em mã rin size L dùm em nè. Rin size L nha mấy chị yêu nha, ghi em mã rin size L ok chị nhận, hãy nhận được rồi chị ơi.
Hãy nhận được rồi nha chị. Rồi cái này ghi liền em luôn, size L này mấy chị, 99.000 giùm em luôn. Mấy cái quần jean là em bán tặng cho mấy chị á mấy chị. Rồi. Quần jean size L 99.000 chứ mày mày. Anh coi phải đúng mã, phải mã 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 mã. Mã 0372 không? Không. Phải không? Mã mấy giờ? Em đang bộ rồi. Rồi cái này em còn size S, size S. Size S 99.000 luôn, nhưng mà nó to giãn á mấy chị, nào mặc size M mấy chị tầm khoảng 50 kg là mấy chị mang vô tư cái quần này. Ghi liền em mã số 6 giùm em. Mã số 6 này nó size S nhưng mà mấy chị 50 kg là mấy chị mang vô tư dùng cho Hải nha mấy chị nha. Nó co giãn mấy chị luôn. Cái quần này là hàng em nhập vô 160 170 đó mấy chị. Nha mấy chị nha. Ghi liền em luôn, chốt liền em mã mấy chị. Có chị Nguyễn Mê nha. Co giãn này mấy chị nè, ghi em mã số 6 giùm em ha. Mã số 6 size S mấy chị. Mã số 6 size S nhưng mà 50 kg mang vừa đó mấy chị nha. Quần xịn sò lắm, cái này em tặng nốt cho mấy chị á chứ không có là dạng lời lãi gì hết, bán là bán lỗ đó mấy chị. Xin mã số 6 xe cho chị Nguyễn Trần Kim Anh. Rồi cái này ghi mấy mã đầm xuân 59.000 giùm em. Đầm xuân 59.000 giùm em. Cho mấy mã số 6 chứ cho mây mây. Rồi cái này ghi mấy mã xuân giùm cho Hải nha. Mã số 6 còn một cái với chị Sua Cura Nguyên anh chứ chị một cái gì nha. Rồi cái này ghi mấy mã xuân 59.000 có một con này mấy chị. Để nó cái xuân 59. Hả? À, anh lấy 54. Bao nhiêu? 54. 0372. 0372. 1. Cái quần mà chị chưa gửi lộn nó đang. Cái gì cháu cháu cho mình đưa cái mẫu mẫu đi. Bấm lên. Rồi con này còn lại 3 con rồi. Nằm chung bao nhiêu? Chung 59 không 38. Xuân 59 cho chị Xuân Hà. Đây con này thì còn ML này mấy chị. Lên cái mã quần ít trước đi. Rồi cái này ghi liền em ha. Con này thì có ML này mấy chị. ML nha, tặng cho mấy chị luôn 99.000 mã số 7 giùm em. Mã số 7 kèm size ML giùm em. Đẹp chưa? Mã số 7 kèm size ML nha mấy chị, mua cái quần này về mặc đi mấy chị ơi, nó sướng lắm, nó đã lắm mấy chị ơi. Mà mặc quần này mấy chị nè, cảm giác như mình cao thêm mấy chị. Nó là quần ống sung nha mấy chị yêu nha, hàng của nhà Hải mấy chị, nhìn mát này mấy chị, nhìn mát cho Hải nha mấy chị yêu nha, hàng nhập đó mấy chị nha mấy chị yêu nha. Ghi liền em luôn, chốt liền em mã số 7 kèm size giùm em, size M và size L giùm em. Mã số 7 ML kèm size ML giùm em nè. ML nha mấy chị nha, vậy là hết L rồi. Hết lời nha, còn hai con mờ nè. Còn hai con mờ nha mấy chị nha. Rồi tiếp cho mấy chị một cái quần này luôn. Quần này là em đọc mã, em rút mã cho. Rồi quần này chưa hề like nha. Còn cái xe màu với chị Lệ Xuân. Rồi chị nào mà thích dáng bôi thì quất liền cho hả? Trời ơi là trời, 99.000 con bôi nè. Chị nào đợi bôi. Cái quần này mấy chị? 99.000 bôi nè mấy chị. Cách mới liên mã kèm số điện thoại giúp em nha chị Nguyễn Liên. Mấy chị nè, một cái xe mờ cho chị Thanh Nhan Du là hết rồi. Đây mấy chị nè, đẹp chưa? Bôi kèm size dùm em 99.000. Bôi xịn nha mấy chị nha. Bôi nhập dùm cho Hải nha mấy chị nha. Kèm size dùm cho em luôn. Kim em mã bôi kèm size S, M, L dùm em. Bôi kèm size dùm cho Hải nha. Hoặc là mã số 8 cho Hải cũng được. Mã số 8 nha, bôi kèm size S, M, L. Con này là đủ ri nha, chưa hề like luôn mấy chị ơi. Chưa hề like nha mấy chị yêu nha. Nhập 130, 140 gì đó, bán cho mấy chị luôn, 99.000 luôn mấy chị. Nha mấy chị yêu nha, ghi liền em luôn. Chốt liền em mã bôi kèm size giùm em mấy chị. Bôi kèm size nha, con bôi này mặc lên dễ lắm. Hay mã số 7 thôi nha, đây mã nha. Bôi giúp em ạ. Con bôi này mặc lên dễ lắm mấy chị. Dễ lắm ơi là dễ luôn nha mấy chị yêu nha. Ghi liền em mã số 8 kèm size cho Hải cũng ok luôn mấy chị. Mã số 8 kèm size ok nha. Mã số 8 size L cho chị Khánh Hồng. Kim em mã số 8 kèm size dùm cho. Mã số 8 kèm size hoặc là mã bôi gì cũng được hết mấy chị ơi. Đó còn được 3 ri thôi. 3 ri. 4 ri. Ừ, 99.000. 99.000 luôn mấy chị ơi. Chốt nhanh nha. Bôi size L cho chị Trăng Trăng. Bôi kèm size dùm em luôn. SML cho. Con bôi này đẹp lắm mấy chị. Bôi này đẹp lắm mấy chị ơi, lấy liền đi mấy chị. Siêu siêu đẹp luôn ấy. Nha mấy chị yêu nha. Ghi mê mở bôi kèm size giùm em. Trời ơi con bôi này dễ lắm mấy chị. Nè. Nha mấy chị yêu nha. Bôi kèm size giùm cho Hải. Trăng trăng bôi xe lần chốt chưa? Em mấy chị mới có một xe lần chưa? Để lần chốt trăng trăng chưa? Rồi ghi mê mở bôi kèm size giùm em.
Mở số 7 là cái nào đó. Thấy rồi, hết mở số 7 rồi. Bôi kèm size nha mấy chị nha. Bôi kèm size dùm cho anh. Mày có cho mấy chị được vài con là hết rồi đó mấy chị. Được rồi. Bôi size S nha. Size S. Giùm em mã bôi kèm size dùm cho anh mấy chị. Bôi size đi Bảo Ngọc. Alo. Rồi, một lóc áo cà rốt tốt ở đâu rồi. Chị, nghe chị. Lên đơn like chị ạ, bây giờ chị hỏi từng cái nữa sao bên em biết. Lên đơn like chị. Trời. Hả? Trời ơi, cái boy Mickey mà số không cầu. Em mấy chị. Boy xe M chứ Trần Thị Tú Trinh. Rồi cái này ghi liền em mã số 1 dùm em nè. 49.000 áo cà rốt tốt hãy hai mang. Mã số 1 dùm em thôi. Mày boy xe M. Ủa đưa lại mà lợi nữa. Ừ. Bôi xe L cho chị Mimi. Mi cái chị 49 ngàn. Bôi kèm size cái mới kèm số điện thoại với em luôn mấy chị nhá. Mã số 1 49 ngàn dùm em áo cà rốt tốt. Ok Ngọc Thủy. Cái mới mã kèm số điện thoại lên cho em đi mấy chị ơi. Bôi xe M Trần Thị Tú Trinh có rồi ạ. Rồi cái này em mã số 1 nha 49 ngàn. Bôi xe M cho ba Ly Nguyên. Hai con áo cà rốt tốt nha mấy chị nha. Rồi cái mấy chị hai con à. Bôi xe S Bảo Ngọc có rồi ạ. Bôi xe L cho chị Viên Nguyễn. Rồi thêm em mã số 1 49 ngàn áo vào rất tốt này mấy chị cũng biết đúng không? Lúc này hỏi hoài luôn. Không 37. Ủa? Không 372. Không 37. Bôi L rồi chị Viên. À con. Bôi em chỉ còn xe S và M thôi mấy chị nhá. Rồi 0372 size S 1 ghi liền em mã số 2 S1. Mã số 1 49 ngàn cho chị Hiền Nguyễn. Mã số 2 S 1 số 1 49 ngàn cho chị Thủy Nguyễn Thị Hồng. Mã số 2 S 1 99 ngàn dùm chạy. Chị còn có riêu quần đó rồi chị. Cái riêu quần đó. Mấy chị coi giảng nha. Nha mã số 2 kèm size S 1 dùm. Mã số 2 99.000 kèm size SM lên giúp em ạ. Rồi cái này ghi em mã hoa cúc giùm em, mở ra luôn đi chị. Rồi cái này ghi em mã hoa cúc 49.000 giùm em, ghi em mã hoa số 2 sẽ cho chị Thu Hiền. Rồi cái này đủ ri nè, chị nào lấy về bán thì lấy nè. 99.000 mấy chị bao lại. Mã số 2 em còn một con size M. Số 2 size M chốt cho chị ạ. Mã số 1 sẽ. Ủa mà số 1 là cái áo mà, 49 mà. Số 1 là áo 49 hết rồi mấy chị hả? Mã số 2 CM chứ chứ gì à? Linh Tây. Rồi cái này ghi em mã hoa cúc 49 ngàn. Hoa cúc cho Hải nha, 49 ngàn có con rồi mấy chị. Rồi cái này đủ ri nè, SML nha. Chị lấy chốt ghi em mã số 3 kèm size SML nha. Mã số 3 kèm size SML dùm em. Ghi em mã số 3 kèm size SML nha mấy chị nha. SML mã số 3 99 ngàn dùm em. Số 2 CM thì lên tay có rồi. Khách mới mã kèm số điện thoại lên giúp em nha mấy chị ha. Dán bôi nè mấy chị. Mã số 3 dùm em coi giảng nè mấy chị nè. Dán bôi dài 99 ngàn kèm size SML dùm em. Ghi liền em nha mấy chị nha. Dán bôi cho Hải luôn nè. Con này đẹp nè mấy chị coi giảng. Số 3 CM chứ chị Đỗ Quyên. Mã số 3 kèm size SML cho em. Ba kèm size SML. Đó rồi chị Ba Ly Nguyễn nha. Ghi em mã. Mã số 3 kèm size SML thôi. Và cái nó coi xong. Rồi. Con này giá. 3 CM cho chị Đỗ Quyên. Đúng không? Đúng không? Số 3 sẽ cho chị Thanh Ly. Nè, mua con này. Ba em còn một con CL em chốt cho chị ạ. À. Lọc nhung hết mà số 3. Con này em đảm bảo mấy chị luôn, mặc không vé không mấy tiền mấy chị luôn ha. Màu đen khối nữa mấy chị nha. Rách rách nữa mấy chị nha mấy chị nha. Rồi cái này ghi liền em luôn, chốt liền em mã số 4 giùm em. Có size S, size M, size L giùm em nha. Con này đẹp lắm mấy chị.
con này mấy chị mang cho Hải đôi giày bata cũng đẹp nè nha mấy chị ơi nha, hoặc là mấy chị mang cho Hải một đôi gút cao á mấy chị, đẹp lắm luôn nha mấy chị ơi nha, đẹp lắm mà cực kỳ dáng luôn, mặc với con áo phông hay là mặc áo cà rốt tốt đều đẹp hết, con này mặc lên rất là dáng nha mấy chị ơi nha, Hải mặc luôn ấy mấy chị, một con quần mà có 99.000 thì không bao giờ ai bán được hết nha mấy chị ơi nha. Mã số mấy anh rồi? Số 4. Mã số 4 kìa mẹ. Hoa cúc 49. Hoa cúc 49.000 chứ chị Ngân Thu. Nha, mã số 4 kèm size dùm em, size S, size M, size L, 99.000 cái quần mấy chị mua về mặc đi mấy chị. Nha, hãy thật con quần này mặc lên giá lắm. Mà hàng của Nhã không phải hãy nhập hàng tàu lao mà hàng quách Sài Gòn lên đâu mấy chị. 4SML chứ chờ mì mì. Nha mấy chị nha, hàng của Nhã nè. Mấy chị nhìn từ mát cho tới này mấy chị. Có mã này nè. Nha mấy chị nha, chứ không phải là hàng mà mấy chị mềm mà sướng lắm nha mấy chị nha, không phải hàng thô đâu mấy chị, mềm cực kỳ sướng luôn nha mấy chị nha. Mã số 4 thì em kèm size SML giùm em. Kim em mã 4 kèm size, chị nào không mua quần này là tiếc lắm luôn. Mê nguyên ri SML nha, chị nào không lấy quần này về mặc là tiếc lắm, siêu đẹp luôn nha mấy chị nha. Kèm size giùm cho Hải luôn mấy chị. Số 4 kèm size ạ, số 4 CM cho Trần Quỳnh. Kèm size giùm em ha, SML giùm em, kim em mã số 4 kèm size giùm cho Hải. Quần này mặc sướng lắm, mềm mà đã lắm mấy chị nha mấy chị nha. Kim em mã số 4 kèm size SML cho Hải. Mã số 4 kèm size cho Hải nha, SML. Số 4 CL cho Ngân Thu. Quần này mấy chị mặc trước mà dán lắm mấy chị, viết lắm. Mã 4 kèm 4 size M cho Trần Thị Tú Trinh. Bốn size M cho Liên Hương, Liên Hương. Mã số 4 kèm size mấy chị ơi. Mấy chị ơi, chị nào mà lấy á, mấy chị lấy SML cho Hải với nhau mấy chị nha. Tại vì bán chị nào bác sĩ cố gắng lấy S với em luôn mấy chị ạ. Mấy chị lấy 2M hay L bên đây không chốt được mấy chị ơi. Còn 2S là để làm gì mấy chị? 4 xe cho Duyên Nguyễn. Mà bán 99.000 là bán lỗ. Cái nào nữa còn xe hết xe S bên mới chốt được cái gì vậy mấy chị hả? Bán lỗ đó mấy chị, tại vì nhập vô tới 100 mấy luôn rồi, thì bữa trước là bán 149 đó. Em 149 lận mấy chị. 4S cho chị Hạnh Phạm 234. Rồi cái này kim em mã set nè mấy chị, set lụa nè mấy chị. Bình thường mấy chị đi lấy sỉ chỗ khác mấy chị biết mà, người ta toàn lấy ri không mà, không ai bán lẻ size hết á. Nếu mà đi lấy sỉ á nha, là không ai bán lẻ hết, chắc chắn luôn. Mấy chị nếu mà đi lấy lẻ là sẽ giá sẽ cao hơn tầm 15.000 một cái. Rồi cái này kim em mã set nè mấy chị. Set chạy nè. Hay là chốt cho Sugar còn dư 2 lần. Đây nè mấy chị. Đây nè mấy chị, đẹp chưa? Cái này là áo yếm cho Hải nè. Áo yếm cho mấy chị nha. Kèm cho mấy chị một cái quần nè mấy chị. Một cái quần ống sung ha, nguyên set 79.000 luôn. Cho em mã set 79.000 giùm em. Set trắng dùng cho Hải nha, 79.000. 4 size M cho Diễm Trần. 55 cái đổ lại em ok dùng cho Hải. Mở rồi. Chị dục cho mẹ hàng đây đi, rồi lấy cho chị mấy áo khoác. Áo khoác mới mấy chị ở đồ áo khoác mà lên mấy chị không lấy thì mệt quá. Từng lên hàng có bao chi chưa? Mà lên áo khoác này. Set 79 ngày dùm em. Chị nào mà thích mấy cái hàng set 79 ngày cho Duyên Sen. Đẹp lắm. Giờ lấy cái liền mã set 79 ngàn lên giúp em đi ạ. Kim em mã set 79 mấy chị. Đây, hàng này là hàng Lucky nè mấy chị. Có một con hàng Lucky nè, đẹp chưa? Hàng Lucky nha mấy chịu nha. Set 79 Duyên Sen có rồi chị nhỏ. Kim em mã sọc nha, 59.000. Con hàng này là hàng Lucky nè, cái bao của nó cũng là bao Lucky. Chị Trinh có rồi, chị Trinh ơi cho em cái bao coi. Đây nè, con áo sọc này em bán 59.000 nè mấy chị. Nha mấy chịu nha, là bán lỗ đó mấy chị nha. Rồi cái này ghi liền em luôn. Bố xe lời lúc nãy cho chị Nana Coco. Kim em mã sọc cho Hải nha mấy chịu nha. Sọc 50... 59.000 giùm em. Chúc em mã sọc 59.000. Kim em mã sọc 59. Số 4 lúc nãy em chơi gì sao cô đang nguyên 2 cái L rồi chị nhá. Chị muốn lấy 1 ri nữa hay sao ạ? Ghi giùm em cái mã này nè mấy chị. Hoa cúc giùm em 95.000, trời ơi mới thật luôn mấy chị.
Bây giờ mấy chị em lấy sớm nha mấy chị này, không bao giờ nó điêu nha. Bây giờ kho á, em hỏi là chị ơi còn cái này không, em lấy thêm. Em ơi lên lên 15 ngàn rồi em không lấy nữa nha mấy chị nha. Bây giờ em bán mấy chị 95 ngàn một con áo khoác nha mấy chị nha. Mấy chị cứ xem đi người ta bán sao cho mấy chị, em chắc chắn luôn bán cho mấy chị trên của Hải là 80 ngàn nha mấy chị nha, trên giá 80 ngàn nha mấy chị nha. Đi lấy sỉ là trên cho mấy chị 20-30 ngàn rồi nha mấy chị nha, không có áo khoác bông bơ này hết. Ok nha, chị sao cô đang nguyên nha. Không có áo khoác bông bơ mà giá mà 95 ngàn đâu mấy chị nha, mấy chị nha. Do là thấy nhiều quá luôn mấy chị ơi, lên giá rồi mấy chị, lên 15 ngàn một cái áo rồi mấy chị nha, mấy chị nha. 95 ngàn nè, chị nào lấy chốt đi giùm em nha mấy chị nha. Kia liềm em mã hoa cúc dùng cho Hải nè mấy chị. Hoa cúc cho Hải nha. Hoa cúc 95 ngàn cho Hải liền. Kim em mã hoa cúc 95 nha mấy chị nha. Em mới mặc mấy chị luôn, em bán hết đợt này là em cũng có áo khoác gió để bán mấy chị. Áo khoác này đâu, tại vì lên giá rồi mấy chị, không còn nữa bán. Hoa cúc 95 ngàn cho Đông Huỳnh. Rồi cái này ghi liềm em luôn, chốt liềm em mã số 1 giùm em nè. Mã số 1 dùng cho Hải nha. 95 ngàn này có cho mấy chị một con nè. Kim em mã số 1 95 ngàn một con duy nhất ha. Mã số 1 cho Hải nè, 95 ngàn một con duy nhất mấy chị. Chốt giùm em mã số 1 nha. Hãy có cho mấy chị được một con duy nhất con này luôn. Một con duy nhất nha mấy chị. 95 ngàn mấy chị nha. 95 ngàn chốt em mã số 1 nha mấy chị nha. Mã số 1 dùm cho Hải 95 ngàn mấy chị, hàng bomber này mấy chị. Bomber nha mấy chị nha. Ghi liền em mã số 1, hãy có cho mấy chị một con. Hàng này là theo nè. Theo nha mấy chị. Lên mới mã kèm số điện thoại lên giúp em luôn ạ. Rồi hoa cúc này có số 1 95 ngàn cho Mai Mai. Rồi cái này là mã số 2 dùm cho Hải nè, 95 ngàn dùm cho Hải. Mã số 2 95 ngàn hãy có cho mấy chị hai con này. Mã số 2 nha mấy chị nha. Chốt em mã số 2 hoa cúc luôn mấy chị nè. Rồi cái này kia em mã số 2 dùm em nè, 95 ngàn dùm em. Mã 2 cho Hải nha, 95 ngàn hãy có cho mấy chị được một con, hai con này mấy chị nha, mấy chị nha. Ghi liềm em luôn, chốt liềm em mã này là mã số 2 dùm em. Mã số 2 cho Hải nha, 95 ngàn một con áo khoác bomber bao giá toàn Việt Nam này luôn nha mấy chị nha. Mấy chế đi lấy sỉ cũng không bao giờ có luôn. Rồi con này em có size L cho mấy chế yêu nè. Hết mã số 1 lên mã số 2 với em đi ạ. Rồi con này có nón này mấy chị nha. Con này có nón cho mấy chị luôn. Và size của nó là size L. Số 2 em chứ chị Mây Mây. Và cái này cái nón nó bự ghê chị Hiền. Cái nón này bự. Nón to lắm. Số 2 95 ngàn cho Ruby Phạm. Nón to quá trời to luôn ấy. Đẹp lắm. Nón to lắm mấy chị. 95 ngàn nè. Ghi em mã nón giùm em nè. Mã nón này size L, SML là men ok nha mấy chị nha. Ở dưới của nó là có dây rút này mấy chị. Ở dưới là có dây rút như thế này cho Hải nha mấy chị nha. Ghi em mã nón giùm em 95 ngàn giùm em. Con này đẹp lắm. Mã số 2 em hết lên mã nón giùm em ạ. Ghi em mã nón nha, 95 ngàn. Con này nón bự chị. Nón bự chị. Bự lắm mấy chị. Nón đẹp dễ sợ luôn. Ôi, xịn sò lắm mấy chị nè. Rồi cái này ghi liền em mã nón nha mấy chị nha. Nón giùm cho Hải nè mấy chị. Đẹp lắm. Nón 95 ngàn cho Mê Mê. Đẹp lắm mấy chị. Con này xịn sò vô cùng luôn, cái khóa của nó này. Đẹp chưa? Nón 95 ngàn cho Hương Phạm, Hương Phạm. Ghi em mã nón nha mấy chị nha. Nón giùm cho Hải. Nón 95 ngàn cho Đăng Thảo. 95 ngàn giùm cho Hải. Ghi em mã nón 95. Nón 95 nha mấy tình yêu nha. Chúc em mã nón 95 ngàn. Nón 95. Rồi đây cho mấy chị con mà. Nón 95 ngàn lên dưới đây mấy chị ạ. Giờ lấy cái liền mà nón 95 ạ. À. Nón 95 ngàn cho Hiền Nguyễn. Anh nghe. Số được khoảng bữa đó. Số được khoảng bữa rồi đó. Rồi mã số 3 kèm màu xanh và tím giùm em. Này là hốt liền nè mấy chị, 49 ngàn. Nón 95 ngàn cho Kim Xuyên. Mã số 3 kèm màu xanh và tím dùm cho Hải nè. Mã số 3 kèm màu xanh và tím. Nón 95 ngàn cho Hương Minh. Kim em mã số 3 kèm màu dùm em ha. Màu xanh và màu tím dùm em. 3 kèm màu xanh và tím nha. Chị lấy màu gì của mình màu đó dùm em. Nón 95 thêm 1 cho Đăng Thảo. Trời ơi, có cái áo này mấy chị nào lấy không? Chị nào biết siêu cấp. Nón 95 ngàn cho Chi Linh. Chị không muốn lo đâu mấy chị. Con này nó siêu cấp quá đi. Mà số 3 kèm màu. Số 3 xanh cho chị Mai Thị Hoa Lai.
59.000 chị, 79.000 bộ này nè. Ghim em mã bộ 79 dùm cho em. Bộ này xịn lắm mấy chị. 79.000 dùm cho ảnh. Ghim em mã bộ 79 dùm em. 55kg đổ lại em ok. 79.000 xịn sò. Có tím cho Phan Quỳnh anh. VIP lắm mấy chị. 79.000 dùm em một bộ. Mấy triệu nha. Ghim em mã bộ 79 dùm em. Đẹp chưa mấy chị? 79.000 dùm cho Hải nha. Phôm này mấy chị 55, 56 chứ đổ lạnh ok cho Hải. Nón 95 lúc nãy chị Hương Minh có rồi chị ạ. 79.000 dùm cho Hải nha. Chốt lên mà bộ 79 dùm. Bộ 79 cho Hải mấy chị ơi. Bộ 79.000 chứ Bảo Ngọc 392. Kim em mở bộ 79.000. Rồi áo khoác này cũng có CL cho mấy chị nè. Cái này mặc ướt màu vàng hồng. Đẹp chưa? Áo phong bên em like nhiều mà kiểu mấy chị ơi, nhiều màu mấy chị tròn chắc với em đi mấy chị ơi. Thôi mấy chị được màu này xả một kia bên em lên xả lỗ rồi mà. Mấy chị ơi, cái áo phong đó chị nào mua rồi lên cho Hải biết đi mấy chị, Hải bán giá bao nhiêu mấy chị ơi. Nha. Vậy ngồi xem mấy chị 49.000 mà mấy chị lấy được màu này phía trước sau màu sau mấy chị thấy mấy chị. Bây giờ tới chiều bên em like được mấy cái lắm mấy chị ơi. Nha mấy chị ơi nha, tại vì hàng sale mà like được mấy cái đâu mấy chị. Hàng sale like một cái nó lâu lắm mấy chị, chứ không phải là như hàng một cục đâu mấy chị. Một cục là một buổi em like, ví dụ như bộ 79 cho chồng mấy chị. Nha mấy chị ơi nha. Không ai bán cái hàng áo phong 49.000 đâu mấy chị, phải lựa chọn này kia mấy chị. Em nói thật luôn á. Mấy chị mua luôn 2-3 cái, chục cái. Có khách em mua 30 cái về mặt đó mấy chị. Nha mấy chị ơi nha. Còn mình chưa thích màu đó thì mình từ từ mình lấy nha mấy chị ơi nha. Cái lụa 79 nha. Còn lụa 79. Còn cái lụa này nè. Cái lụa 79 còn không kìa. Rồi cái này ghi em mã hồng dùm em nha. Xay ok, Nguyễn Lê nha. Khoát em mới chịu nha. 70, à quên, 95.000 cho em mở khoát 95 giùm em nè. Khoát 95 này size của nó là size L luôn nha. Và nón của nó to lắm mấy chị ơi. Nón to mà đã lắm mấy chị. Kêu em mở khoát nha mấy chịu nha. Khoát dùm cho Hải luôn với giá là 95.000 giùm em. Kêu em mở khoát 95 em có cho mấy chị được 3 con á. 3 con nha mấy chịu nha. Phần này là lụa nè. Không, 95.000 cho chị Kim Xuyên. Nha mấy chịu nha, 95.000. Bộ 79 thì cho My có rồi nha. Nha mấy chịu nha, Kim em mở khoát thì em luôn. 95.000. Khoát 95 nha. Rồi cái này lên cho mấy chị 3 con đầm tơ 99.000 nha. Tơ 99 cho Hải nè. Con tơ này xịn sò vô cùng luôn. Có chính hồng 95 cho Kim Xuyên, có hồng 95 cho Đỗ Quyên. Con tơ này thì mấy chị khỏi phải bàn cãi rồi đúng không? Con tơ này nó xịn lắm, em bán mấy chị. Rồi lấy khoác hồng 95 lên mà khoác hồng 95 cho em mà khoác hồng 95 cho Thủy Dung. Khách nào cũng hỏi Hải ơi còn cái này màu không ấy. Còn màu nào? Hồng 95 cho My My. Mấy chị thấy không? Nó theo hết cho nền vải luôn nè. 99.000 cái đầm này, nhiều lúc mấy chị mua cái đầm 300 mấy, 400 mấy nghìn á. Nhưng mấy chị ơi nha. Đây. Đẹp chưa? Giờ lấy khoa hồng 95 đây, mở khoa hồng 95 cho em đi ạ. Rồi cái này ghi mê mã đầm tơ cho Hải nha. Có 99.000 cái đầm tơ này thôi mấy chị. Đẹp đó, 95 cho Lộc Nhung. Nha, ghi mê mã tơ dùng cho Hải luôn. 99.000 dùng nha. Tơ 99 mấy chị. Tơ dùng cho Hải nha. 99.000 cái đầm tơ này xịn sò vô cùng luôn mấy chị. Xịn lắm, hàng EV nè mấy chị, xịn lắm. Tơ 99.000 cho Đỗ Quyên. Khi nào hay đi lấy sỉ này kia là biết cái đầm tơ này đi nhập vô giá là 180-190 á. Theo cho nền vải nha mấy chị nha, mà màu xanh vỏ đậu nữa. Chị nào mà bị nghiện xanh vỏ đậu như Hải thì mấy chị lấy đi mấy chị. Lấy đi nha mấy chị nha, siêu siêu đẹp luôn. Đây nè, theo nè mấy chị. Theo nha mấy chị nha. Giờ lấy đầm tơ 99 lên, mở đầm tơ 99.000 cho em đi ạ. Ô đánh rang hãy hết rồi chị ơi. Hết trơn rồi. Rồi chuyên mục này là bán đổ nguyên cục nhập về mà. Hình như là mấy chục cái á. Không còn đủ 10 cái luôn. 69.000 cho em mã tím 69. Hoa tím giùm em nha. Bơi cái Lộc Nhung. Hoa tím giùm em 69.000 giùm em. Xin chữ mấy chị. Ghim em mã hoa tím 69.000 giùm em. Con hoa tím này đẹp nè mấy chị. Lấy đi nha, hàng chuẩn 3 loại 1 cho mấy chị luôn. Đây nè mấy chị,
mấy chị thấy cái tay phồng không? Tôi chứ chứ Bảo Quyên. Mấy chị thấy cái tay phồng không? Nha, kèm cho mấy chị cái áo bên trong nữa nè. Đó, thấy không mấy chị? Hàng lộ 1 đó mấy chị, nha mấy chị ơi nha. Nếu mấy chị mua hàng mà người ta bán cho mấy chị 69.000 á, không bao giờ được áo như nhà Hải hết. Hãy khẳng định mấy chị luôn ấy, nha mấy chị ơi nha. Nếu mấy chị mua ở chỗ khác á mà cho dù 89.000 hay 99.000 nó cũng không bao giờ hai lớp cho mấy chị nha. Nó chỉ có một lớp thôi nha mấy okay, chị nha. Thảo à. Cái form này nè, lên nó mới phồng lên được mấy chị. Tới chính cho Phi Phi. Nha mấy chị ơi nha, cái tay của nó lên mới phồng cho mấy chị được. Nghe mấy chị ơi nha. Ok vậy anh chị Hải không có thu chỗ chị á, đơn nó Hải không thu. Và cái đơn mà kia thì hoàn rồi chị. Nha, để Hải gửi lại cho chị nha. Ừ. Thôi tím số 9 cho chị Đỗ Nguyên. Thôi tím số 9 cho Phúc Trần. Cố gắng chọn đủ đơn trên 100.000 để thứ năm mới nên đi đơn luôn mấy chị nha. Còn một con duy nhất hàng tao bao này mấy chị. 139.000 giờ lấy cho em mã 139. Con này phải chút dành lại luôn. 139 giùm em, chút em mã váy 139 giùm em. Cái hoa cúc đó đẹp lắm mấy chị, hoa cúc tím nó đẹp lắm. Mặc với lại cái quần mà quần tím nó cũng đẹp chị hề. Mà quần sọt tím nó đẹp, dù cái sọt tím lại chị like luôn. Rồi cái này ghi liền em luôn ha, váy 139 giùm em. Váy 139 giùm em, hoa 139, hoa này hot lắm, bữa trước không có hàng bán nó mới chế. Nha. Yeah. Đây, mấy chị, lấy quần này mình mặc đi nha. Mặc không hết, chịu gì cũng chịu luôn. Nha mấy chị nha, mình thường hiểu quên với hai chữ quả đúng không? Không, chứ không nè mấy chị, nha mấy chị nha. Thôi tím số 9 ngày lúc nãy cho Ngọc Liên. Mấy chị, mua quần này mặc đi mấy chị. Nè, muốn thấy chưa, cái quần này mặc với cái áo này cũng hợp. Nè mấy chị, 89.000 SML. Thôi tím số 9 ngày như ghi ngô. Còn đủ sai không chị? Không hết size S rồi mấy chị, còn M L. 39 cho Đỗ Quyên. M L XL nha, chị lấy chú em mẫu quần 89.000 kèm size M L XL. Cái quần này nè mấy chị, nó giống hệt như cái quần mà hồi tối hay bán cho mấy chị á, nha mấy chị nha, rất là đẹp, lên form rất là đẹp. Mấy chị ngồi nó thoải mái lắm mấy chị, tại vì cái line này nè nó vừa với mấy chị á, chứ không có bị ngắn quá mấy chị, nó không có cảm giác như là bị sát háng mình á, nha mấy chị yêu nha. Cái này mấy chị ngồi thoải mái cực kỳ luôn nha mấy chị yêu nha. Quần này là dạng như quần ngố lỡ mấy chị, dáng ngố lỡ nha. 89.000 kèm size S, size M, à quên, hết S nha mấy chị yêu nha, còn M, L, X, L cho mấy chị mà chỉ có 89.000 thôi mấy chị. Con này có đăng hình rồi đó mấy chị. Nha mấy chị yêu nha, Hải là Hải lười đăng hình, lười chị quay video. Có hoa tím rồi mấy chị ơi. Nha. Lười quay video mấy chị, nhưng mà khách sĩ của em mấy chị, người ta vì người ta quay video rất là đẹp mấy chị nha. Quần CL 89.000 ML XL. Quần 69.000 CL 89.000 cho Đỗ Quyên. ML XL nha mấy chị nha, 89.000 kèm size 89.000 CL cho Đỗ Quyên. Quần này mặc đi mấy chị, hãy mặc luôn ấy, đẹp lắm, siêu đẹp luôn. 89.000 CL đeo cho Thanh Trúc. Nhất là mấy chị phối với áo kiểu này, phối với là áo hoa này, này kia này, phối với áo top này cũng đẹp. Em còn ML XL 89.000 cho mấy chị. M, L, X, L nha mấy chị nha. Con này về lần thứ 3 89.000 xanh eo cho chị L với eo cho Mây Mây. Về lần thứ 3 rồi mấy chị ơi. Về lần thứ 3 rồi mấy chị. Nha mấy chị nha. M, L, X, L dùm cho anh. M, L, X, L nha mấy chị nha. Rồi lên nốt cái con áo đầm caro hàng cao bao này luôn cho mấy chị luôn. Vừa bán vừa tặng nha. Lộc Nhung quần 89.000 xanh eo. Đẹp chưa? Này này là hàng siêu cao cấp luôn. Cái tên công ty nó dập lên cái bao luôn này mấy chị. Là mấy chị biết hàng xịn này. Kèm size vô cho Hải nha. ML, XL cho Hải mấy chị. ML với XL nha, quần này mặc lên đẹp lắm mấy chị. Nha mấy chị nha. Kèm size cho Hải luôn. Hải lên cho mấy chị con đầm này. Em coi con đầm này còn cái gì không? Đầm này nó cũng còn size to không mấy chị ơi. Em cũng thích còn size to mấy chị. Còn size S em còn size L không á mấy chị nha. Em này L với L không à. Này tặng cho mấy chị luôn. Nha mấy chị yêu nha, tặng cho mấy chị là 135.000. Váy caro 135 giùm em luôn, ở dưới là đuôi cá nha. Con này mặc là xuất sắc luôn. Nha mấy chị yêu nha. Em còn L với lại XL cho mấy chị. XL là cho mấy chị nào mà 60kg nha mấy chị yêu nha, hoặc là mấy chị 58kg nha. Mấy chị dự phòng cho Hải là 55kg là ok cho Hải luôn nha mấy chị yêu nha. 135.000, Hải nói thật cái con này rất là xịn sò mấy chị, xịn lắm. 135.000 dùng cho Hải nha mấy chị yêu nha. Đây nè, ở phía trước của nó nè, nút của nó bên hông như này nè mấy chị, ở đây nè có nhún cho mấy chị nha. 135.000 kèm size dùm em luôn mấy chị, 135 kèm size nha. Hải có size cho mấy chị là size L và size XL cho Hải.
lờ vết eo nha, caro này đẹp lắm mấy chị. Hàng của mình lên là mấy chị đi mua chắc cũng phải là 200 mấy ngàn nha mấy chị yêu nha. Kim em mã caro kèm size L và size XL trải nha. Ở nút của nó là nút chém như này mấy chị nha, mấy chị yêu nha. 135 ngàn. Ở dưới là đuôi cá kèm size trải nha. Váy này đẹp lắm, lúc trước xỉ 175 á. Ghi liềm em luôn, ghi liềm em mã này là mã váy caro dùm em. Váy caro nha mấy chị yêu nha. Váy size L 135 cho vỏ Bích Thủy. Bên đây chỉ còn size L thôi mấy chị ạ, có một con size L thôi. Cho chị Nga hình hai cái. Cho chị Nga hình hai cái này chị nhà hết L rồi chị ơi. Trời ơi con đầm nay này là. Ủa thôi chị Nga hình chỉ chốt quần hay chốt này vậy? Bộ hái mặt còn không? Bộ hái mặt còn nha. Đầm caro size L cho Văn Văn. Mấy chị, này nó có mốt ngực luôn, 79 ngàn. Kìm em mã nơ 79 ngàn nè. Size cho mấy chị là mặt size M á mấy chị. Size M nha, đẹp lắm. Có cái thì ngao rồi nè. Mấy chị, có mốt ngực 79 ngàn, size M nè. 52, 53 ký mấy chị đang đẹp. Con này có mốt ngực bên trong luôn á. Đồng caro sẽ đeo cho chị Ngân Thu. Hai con mấy chị. Kim em mã đầm nơ dùm em ha. Kim em mã đầm nơ dùm cho Hải mấy chị. Đầm nơ nha mấy chị nha. 79 ngàn dùm em, chúc em mã nơ 79 dùm chị. Nơ 79. Nơ 79 ngàn thôi giúp em được. Ghi em mã nơ nha mấy chị nha. 79 ngàn dùm chị. Rồi cái này ghi liền em, mã này là mã số 5 dùm em nè. Mã số 5 phôn của nó là phôn chữ A nè mấy chị. Đầm phôn chữ A nha. Kèm cho mấy chị nè. Caro hết size L rồi mấy chị ơi. Caro bên em chỉ còn ở đeo thôi. Mấy chị, tay phòng lên nha. Rồi tặng mấy chị 79 ngàn luôn. Này 79 luôn. Trắng thì phúc trần. Rồi cái này ghi liền em luôn ha. Ghi em mã số 1 giùm em 79. Nơ trắng 79 ngàn cho Mai Trinh. Rồi cái này ghi em mã số 1 nha mấy chị nha. Mã số 1 cho Hải này 79 ngàn giùm cho. Hãy có cho mấy chị được mấy con à? À, mã số 5 nè. Mã số 5 79 ngàn. Số 5 2 cái 79 ngàn cho Nga Huỳnh. Còn một con chờ lấy chất liệu cho em luôn ạ. À. Nơ Mai Trinh có rồi, nơ trắng thì có rồi chị nhá. Mấy chị, 89 ngàn nè. Quấy hoa 89 ngàn, có được 3 con nữa. Nơ trắng hết rồi ạ. 3 con nữa mấy chị, là hết hàng nha. 89 ngàn, còn 3 con cuối cùng luôn ấy. Nha mấy chị ơi nha. Phải con này mấy chị nào mà thích mặc cái phôm mà Babidol rộng, đuôi cá nữa nó từ ở trên đây xuống luôn nè mấy chị. Nha mấy chị yêu nha, hàng chủng loại 1 luôn, sai hoàn tiền cho mấy chị nha. 89 ngàn, giờ lấy chốt rồi dùm em thôi. Ghi mê mã 89 nha mấy chị yêu nha, có lót dài nè. Lót dài luôn đó mấy chị, mà xịn sò vô cùng. Có rồi chị Phúc Trần nha. Nút của nó là nút gỗ nè mấy chị, hôm này mấy chị bầu bí nè. Mấy chị 60kg mấy chị mang cũng đẹp cho Hải luôn, nha mấy chị yêu nha. Rồi cái này chị nào lấy thì chốt rồi dùm cho Hải luôn. Với giá là bao nhiêu quên rồi, 89 ngàn, em còn cho mấy chị 3 con nha. Ba con nha, xe nốt mấy chị 89 ngàn, con đầm này đẹp lắm mấy chị. Đẹp ơi là đẹp luôn. Đầm hoa 89 ngàn lên cho em đi. Hoa dùm cho Hải nha, 89 ngàn cho Hải. Xét rét lên rồi chị ơi, xét rét Hải lên lúc sáng rồi mấy chị. Với lại có Hải lên nha, giờ Hải không có lên mấy chị. Hoa 89 ngàn cho mày mì. Rồi áo này bữa trước Hải mặc mấy chị hỏi nhiều nè. Em xả luôn cho mấy chị 75 ngàn luôn ha. Giờ lấy chốt em mà áo 75 gì nữa. Rồi sẵn mấy chị áo này 75 ngàn ha. Áo này là hàng to bao cao cấp luôn mấy chị. 75 ngàn phôm 55 ký đổi lại em ok. Con này chị theo dõi em cũng biết đúng không. Con này em bán nhiều rồi mấy chị. Nhưng mấy chị yêu nha. Tay là tay phòng cho Hải luôn. Hải bán cho mấy chị 75 ngàn. Con này mấy chị mua đi mấy chị. Về mặc đi làm hay là đi chơi hay là mặc với chân váy đều đẹp hết cho Hải luôn nha mấy chị yêu nha. Và cái bèo của nó rất là đẹp luôn nha. Con này là xả 85 á bao nhiêu 75 ngàn là xả lỗ đó mấy chị. Nha chị lấy chốt em mà áo giùm em. Áo 75 ngàn cho gì Đông Huỳnh. Kim em mà áo 75 nha mấy chị nha. Kim em mà áo dùm em luôn. 75 ngàn dùm cho. Đây còn con. Rồi đây là đầm dây tơ. Áo 75 ngàn cho Mê Mê.
Rồi con này là đầm tơ này mấy chị. Đầm tơ dùm em nha, 89 ngàn. Chờ lấy cho em mã tơ 89 ngàn. Tơ dùm cho hỏi nha, 89 ngàn. 75 ngàn cho Kiều Tư. Rồi cái này cho em mã tơ dùm cho hỏi nha. Tơ cho hỏi mấy chị ơi, 89 ngàn cho hỏi. Con này là tơ nha mấy chị nha, đầm tơ vàng. Con này em thấy mấy bạn bán nhiều quá thì nhiều. Nó bèo xuống đây nha mấy chị nha. Hai bèo ở đây nè mấy chị. 89 ngàn. Quá được à. Ba con mấy chị, bốn con. Rồi con áo kiểu hàng tao bao con. Giờ lấy cái liền mở tơ 89 ngàn vô em nè. 69 ngàn nè mấy chị. Kim em mã 69 nè. Trắng à, xanh vỏ đậu. 69 ngàn dùm em. Con này đẹp lắm. Tơ 89 ngàn cho Trần Dương. Mấy chị. Đẹp chưa? 69 ngàn. Trời ơi, con này đẹp nhất nách nha mấy chị nha. Đẹp ơi là đẹp luôn, vải của nó nè. Mấy chị thấy vải của nó bóng bóng lên không? Nha mấy chị nha. Ghi liền em luôn, chốt liền em mã này là mã xanh 69 ngàn vậy nè. Xanh 69 hay là tơ 69 thì được đó. Xịn sò luôn mấy chị ơi. 69 ngàn dùm cho hải nha. Là lấy chốt em mã 69. 69 ngàn 2 cái cho em ơi. 69 ngàn cho Nguyễn Quỳnh Như. Còn trắng này em còn cho mấy chị được hai con duy nhất nè. Chờ lấy trắng chốt trắng rồi nè. 69 ngàn đi, hạnh mốt mấy chị. Số 9 ngàn cho Phan Quỳnh Anh. Ghi mê mã trắng cho mấy chị nữa nha. Trắng dùm cho số 9 ngàn cho Cà Chua Bi. 69 ngàn, có hai một con duy nhất màu trắng. Số 9 ngàn đi. Bán số 9 ngàn cho Nguyễn Quỳnh Như. Rồi cái này là set Mickey màu xanh nè mấy chị nha mấy chị nha. Rồi cái này em like tặng mấy chị 89 ngàn luôn. Chứ không em mà set Mickey 89 ngàn. Và set này đẹp lắm nha mấy chị nha. Cái quần của nó về mấy chị mặc riêng trải cũng đẹp. Cái áo của nó là áo kiểu mấy chị nha mấy chị nha. Và cái đây là quần nè mấy chị. Quần cho Hải nha mấy chị nha. Nói cái set này mặc thương lắm mấy chị. Xin ơi là xin luôn nha mấy chị nha. Hãy vừa cho mấy chị là chị mới vô lại. Ok, đợi Hải xíu nha. Rồi cái này ghi liền em luôn. Chốt em mã set Mickey dùm em 89 ngàn. Size này cho mấy chị 55kg đủ lại em ok dùm trai. Túi có quần nha mấy chị. À quên, quần có túi nha mấy chị nha. Kèm cho mấy chị áo kiểu nữa mấy chị. Nguyên set 89 ngàn. Mấy chị nghĩ đi, một con áo kiểu như thế này nè mấy chị. Có khó kéo phía sau luôn cho mấy chị luôn nha. Mà nguyên set 89 ngàn. Bèo nhèo lắm luôn ấy nha. 89 ngàn ghi em mã set dùm em. Số 89 ngàn 2 xếp cho Mimi. Chị lấy gì bị xếp? Rồi em lên xếp em mặc nha, bao nhiêu quên rồi. 99 ngàn. Số 89 ngàn cho Dương Dương. 99 ngàn có size S, size M nha. Xếp hãy mặc là có quần bên trong mấy chị. Có quần bên trong nha mấy chị nha. Kèm size dùm em luôn, size S và size M mấy chị. S và M nha, nhưng mà size S còn 2 xếp thôi, còn lại size M. 99 ngàn mấy chị ơi, kèm size cho Hải nha. S và M cho Hải mấy chị. Kim em mã set hãy mặc 99 ngàn kèm size S M dùm cho. Số 89 cho Thảo Phạm. Mấy chị kèm size S M nha mấy tình yêu nha. Bỏ cái này qua. Chân váy này ghé đẹp lắm mấy chị. Chân váy này mặc cái áo kiểu cũng đẹp. Số hãy mặc kèm size S M 99 ngàn cho mấy chị nha. Kèm size nha mấy chị nha, size S và size M. Có 99 ngàn thôi, đợt trước là 135 ngàn đó mấy chị. Đợt trước là 135 nha. Chào lấy chốt liền em, 99 ngàn kèm size SM dùm em. Size S 99 ngàn chị Duyên Nguyễn. Rồi kia liền em nha. Rồi. Áo gió màu đen, có được hai con size M nè. Chào lấy đen M, chốt đen M dùm trải nha. Thế lại mặc size S 99 ngàn cho Duyên Ngô. Đen M nha, chào lấy chốt em mã gió đen M dùm em. Gió đen mờ dùng cái hải nha. 95 ngàn.
Hai set size M cho Mimi 99 ngàn. Màu đen size M này mấy chị. Ghim em mã đen size M giùm em 95 ngàn. Đen M 95 giùm em. Đen M giùm em ha, 95 ngàn nè mấy chị. Đen M 95 cho Hải nha. Hãy có cho mấy chị. Set 2 mặt chỉ còn size M thôi mấy chị nhá. Set 2 mặt size M 99 ngàn cho Hương Phạm. Hương Phạm hai con hả mấy chị? 95 ngàn ha. Set 2 mặt 2 set chốt cho chị ạ. Chị Phong Lan ơi, chị còn size M thôi chị ơi. Chị lấy 2M mà. 2 size mà. À, chị trả 2M. Alo. Y liền em áo đen M, áo đen M. Đúng, đúng rồi, đúng rồi. Hoàng Nhung á. À dạ, rồi sao nè. Cắt gió rồi. Alo. Hoàng Ngân à, Hoàng Ngân khách cũ anh em, để em bao khách, để em bao khách cho Hoàng Ngân hả? Dạ dạ, lưu cho em 7 ngày. Ồ, ồ, ok, ok, lưu. Dạ rồi, dạ rồi, biết rồi. Ủa, Hoàng Ngân khách cũ anh em. Mà sao vậy đó sao? Đây, khách điện tốt cho anh em. Qua chỉ mới đợi hàng hết chứ. Trời đất ơi. Chị xinh xỉu luôn. Cái này sẽ gì đây? 89 ngàn, cho em mã hoa 89 giùm em. Đen hoa 89 giùm em, cho em mã hoa 89. Trời ơi, nó thật luôn ấy. Thấy cái hàng này em bao mấy chị bán sốt luôn nha. Bao mấy chị bán sốt vô tư luôn. Với đen chứ chị Đăng Thảo. Hoa giùm em nha, 89 ngàn. Trời ơi, cái đầm hoa này không lấy là xỉu rồi nha. Nha mấy chế, 89 ngàn nè. Giùm em mã hoa 89 ngàn giùm em. Không, chắc chỉ bận thôi, chị mới hỏi này là tối rồi. Cái điện số, tự nhiên tối cái điện, cái điện số thì không nghe má điện được, lần điện là chú liền chứ vô. Bữa này vô khó. Hoa 89 ngàn lên giúp em ạ. Hoa hoa 89 ngàn 2 cái cho mì mì. Đi kì bông ba có gió không cũng một. Đi kì bông ba. Hồng 95 ngàn cho mì mã hồng. Hoa 89 ngàn cho Bích Trâm. Cho cái này kim em mã hồng 95. Này con này từng ghế kia. Hoa 89 ngàn cho Nguyễn Quỳnh Như. Trời lắm mấy chị ơi, 95 ngàn hồng. Hoa 89 ngàn cho Trần Dương. Hoa 89 ngàn cho Kim Phụng. Hồng 95 giùm em ha, theo nè. Ôi con này xinh. Hoa 89 ngàn cho Lộc Nhung. Hoa dây 89 ngàn cho Nga Huỳnh. Hoa 89 ngàn cho Minh Minh. Hoa 89 ngàn cho chị Trần Thanh. Hồng Thị Hằng lúc tối đi cọp đi. Hồng Thị Hằng nè. Cọp chưa? Bảo rồi mà. Bơm bơ 95 cho Vivi Phan. Hồng 95 cho Bảo Ngọc 392. Không có tay nhỉ. Hồng 95 cho Trần Dương. Hồng 95 cho Nguyễn Đào. Hết mấy hồng 95 mấy chị nhá. Rồi y như vậy màu đỏ này mấy chị. Ghi giùm em mã đỏ giùm em. Đẹp quá trời đẹp. Xinh
sò quá mấy chị ơi. Bên trong đốt luộc rồi nè. Cái này ghim em mở đỏ 95 dùm em. Xinh lắm mấy chị ơi. Bơm bơ dùm em 95 nè. Chúc em mở đỏ 95. Đẹp quá. Ôi nó hơi sắc nét luôn á. Đỏ 95 dùm em. Không có gì Hương Phạm hết rồi chị nha. Chúc em mở đỏ 95 nha. Đỏ dùm em 95 nè. Đỏ này có mấy con thôi mấy chị. 95 nghìn dùm em ha. Chúc em mở đỏ 95 nè. Ở 95 được 4 con. Đỏ 95 ngàn 2 cái cho chị Phong Lan. Đỏ 95 ngàn cho Nga Huỳnh. Rồi con này là chủ nha mấy chị nha. Chủ dùm em. Đỏ 95 cho Hương Phạm. Hương Phạm. Rồi cái này ghi em mã chủ giùm em nè mấy chị. 95.000 cho em mã chủ 95 giùm em. Ghi em mã chủ giùm em ha, 95.000 giùm em. Chủ 95 nha mấy chị nha. Ghi em mã chủ 95. Hoa 89 còn không chị Hải ơi? Hoa 89 còn mà. Hoa 89 còn hết rồi à Thiên Nhi ơi. Rồi ghi em mã chủ giùm em nè mấy chị. Chủ giùm em ha, chủ này mặc vé lắm mấy chị ơi. Con này gọi là giá đó mấy chị nha, mấy chị nha. Kim em mã chữ dùm cho. Chữ như mấy chị nha. Chữ 95. Chữ 95. Chữ 95 chứ Thanh Hồ Võ. Cái này đi bạn ơi. Chữ 95 cho chị Nguyễn Mai Linh. À để lên cái áo BBR. Chữ Hồng chính à. Lên mã chữ 95 với em bây giờ cho khỏi bị nhầm màu á. Giờ lấy chữ 95 lên mã chữ 95 chưa? Đây đem lên cái chữ 95 cho dưa leo. Chị nào chữ 95 cho Thanh Thanh 353. Biết xịn thì mua cho Hải nha. Này là 200 mấy luôn. Hoa 89 hết rồi. Thấy Phúc Phúc Nhân Lê Tú nha. Chị nè. Chữ 95 cho Nguyễn Thị Thùy Nhung. Đẹp chưa mấy chị? Con này em tặng cho mấy chị luôn nha. Với giá là 89.000. Chị lấy chốt giùm em mã BBR 89.000. Con này là xịn lắm mấy chị. Thật sự luôn nha mấy chị nha. Nhiều lúc em nhập cái hàng á, thật sự luôn con này đáng lẽ phải nhập vô bán cho mấy chị phải lãi được 15.000 á. Nhưng mà không mấy chị, lãi được chưa tới được 5.000 kể ta tiền ship này kia luôn ấy nha mấy chị nha. Trong cái lúc khó khăn như thế này thì không bao giờ bán được giá cao cho mấy chữ chị. Chữ 95 cho Hải Đăng Nguyễn. Chị Mã Thanh Hoa chị lấy chữ hay hồng nào ạ? Bán giá cao 5.000 cũng ok mà cũng không bán được mấy chị. Nha mấy chị. Đúng mã ghê đó mấy chị ơi. Bán cho mấy chị 89.000 nè. Nha mấy chị nha. Ghi liền em luôn BBR 89.000 giùm em. Hàng siêu xịn luôn đó mấy chị. 65kg đổ lại mình ok giải luôn con này luôn. Giờ nghe đó. Siêu xịn nha mấy chị nha. BBR giùm em 89.000 giùm em. Ghi em mã BBR. Tên gì? Tên người nhận tên gì? BBR giùm em ha 89.000. Hương Huỳnh đó nè. Rồi đây đó, đây là cái hồn đó đây. Hương Huỳnh là chữ khoản hồn đúng không? À để em báo bưu tá bên đây, quên báo bên em sửa lại cho tại vì khách chuyển khoản sao. Ờ sửa rồi anh, anh nhìn lên dịch vụ giúp em với. Sửa rồi anh. Ồ ok. Tại vì người ta chuyển khoản sao á. Dạ rồi. BBR 89.000 giùm em. Trời ơi nó xịn lắm mấy chị. Xịn lắm luôn. Hả? Thương hình mua đi. Thương hình mà đổ số điện thoại với lại thương hình điện bàn á. Bố dùng cho đông lụa bố. Kim em mã BBR dùm em nè. BBR dùm em ha 89.000 giùm chạy nè. Rồi lên cho mấy chị. BBR 89.000 cho Bảo Ngọc.
biết không? Chị mà Thanh Hoa chị lấy hồng 95 là hồng lúc nãy là hồng chữ này chị ơi. Số đúng mã với em đi chị nhá. Tìm em mã caro. Bây giờ 89 ngàn cho Phong Lan. Caro giùm em nè mấy chị. Trời ơi nó xinh kia mấy chị. Cái hồng của Hương Hình Nam Sá Nam đó, ở bất ngờ qua sửa liền cho em bố liền cho buổi tối luôn hả? Rồi cái này ghi liền em mã caro giùm em nè. Caro cho Hải nha. 95 ngàn, caro 95 giùm em. Đi đi rồi còn. Kết mới mã kèm số điện thoại lấy cho em đi mấy chị ơi. Rồi ghi liền em mã caro giùm cho Hải nha. Với giá là 95 ngàn. Trời ơi mới vừa nhập luôn á mấy chị. Giờ em hỏi lại nó tăng giá mấy chị. Sao không có hàng, không có bán giá 95 nữa đâu mấy chị. Nha mấy chị nha. Thật sự luôn ấy nha. Có ra mẫu mới cũng có giá 95 mấy chị. Ghi em mã caro giùm em ha. Caro giùm cho Hải 95 ngàn giùm cho Hải này. Chúc em mã caro 95 Adidas giùm cho Hải nha. Có 3 con 4 con này mấy chị. Caro giùm cho Hải nha 95 ngàn. Ghi em mã caro 95 cả. Caro nha mấy chị nha. Caro 95. Chị Phúc Nhân Lê Tú lên số điện thoại chị 65kg á. À 65kg không vừa chị ơi. À áo thì vừa, áo baby rồi vừa mấy chị. Caro 95.000 cho Nguyễn Quỳnh Như. Rồi cái này ghi liền em màu reo giùm em. Reo giùm chàng. Caro 95 cho Thiên Ngọc. Rồi cái này ghi em mã reo giùm chàng. Caro 95 cho Trương Trúc My. Ghi reo giùm em. Rồi cái này ghi em mã reo giùm em nè, 95.000. Reo 95 em có 3 con nè. Giờ lấy chút em mã reo Mickey giùm em. Reo Mickey giùm cho Hải nha. Hãy có cho mấy chị được 3 con. 3 con nha mấy chị ơi nha. Bộ biết bây giờ nó chị 65kg không vừa đâu chị ơi. Cái liềm em mấy chị ơi, áo vừa, áo thì vừa. Nè mấy chị. Đây nè mấy chị. Nè. Xịnh chưa? Cái liềm em màu reo nha mấy chị ơi nha. Màu reo nhạt đó mấy chị. Nha mấy chị nha, đây là Mickey theo dùng cho Hải luôn. Giờ lấy chút em mã reo dùm em. Kim em mã reo nha. Con này có duy nhất một con. Reo 95 ngàn là giúp em đó mấy chị ạ. Một con duy nhất đó mấy chị. Kim em mã duy nhất dùm em. Reo 95 ngàn cho Nguyệt Minh. Duy nhất dùm cho Hải. Một con cái này nam mang đẹp nè. Lụa mấy chị. Một con duy nhất ha. Chị lấy chút em mã duy nhất dùm em nè. Ghi em mã duy nhất nha mấy chị nha. Một con duy nhất luôn. Theo đây luôn nè. Nha, một con duy nhất. Giờ lấy cho em mã duy nhất giùm. Là lấy rêu chút rêu nè. Lấy mã duy nhất, lấy mã duy nhất cho em ạ. Ghi em mã duy nhất cho mấy chị ơi. Ghi duy nhất có 2 con nè. Duy nhất cho Phan Quỳnh Anh. Còn. Duy nhất còn á mấy chị. Lên mã duy nhất cho em ạ. Lên đi mấy chị. Buồn về quá rồi. Rồi cái này là màu kem cho Hải nha. Đẹp lắm mấy chị ơi. Mua mấy con áo này về mặc đi sướng lắm. Bomber này mặc sướng lắm mấy chị. Mặc đi đâu cũng được đó. Mua mày mấy chị. Mặc lạnh cũng được nè. Mặc mùa nắng cũng được nè. Mùa mưa mặc đi cũng sướng nữa mấy chị. Nha mấy chịu nha. Và cái áo gió này nè. Nó chỉ thường thường nó chỉ không có bên năm tới mấy chị. Mà nó chỉ có cái giao mùa mà mùa thu á mấy chị. Mùa hè với mùa thu nó mới có thôi mấy chị. Nha mấy chịu nha. À, mùa thu đông á mấy chị. Thường thường nó mới ra được nha mấy chịu nha. Rồi cái này ghi liềm em luôn. Chốt liềm em là màu kem giùm em. Chốt em mã kem nha mấy chịu nha. Kem giùm chạy mấy chị. 80, à bên 95 ngàn một con này. Kem nha mấy chịu nha. 55kg mang vừa chị. Ghi em mã kem giùm em luôn. Vừa chứ mấy chị ơi. SML mang ok cho Hải nha. Áo khoác này SML mang ok hết nha. Chị Nguyễn nào chưa có chị ơi. Trắng 95 cho Nguyễn Mai Linh. Trắng, cái này là dạng màu kem kem mấy chị ơi. Không phải là màu trắng nha. Nó màu trắng sữa mấy chị ơi. Nó màu trắng 95 cho em được. Trắng 95 cho Hòa Hòa. Trắng kem 95 cho Nguyễn Tường Ly. Trắng kem 95 ngàn cho Thùy Trang. Rồi cái này hãy có cho mấy chị. Trắng kem 95 cho Nguyễn Thị Phương Chi. 89 ngàn, sơ mi 89 dùm em. Theo nè mấy chị. Trắng kem 95 ngàn cho Nguyễn Đào. Ok Ly nha. Rồi cái này ghi liềm em nha. Cho mấy chị 95 ngàn cho Tâm Tâm. Thật chứ mấy chị. Đây nha mấy chị. Rồi cái này kèm dùm em nha mấy chị nha. Ghi dùm em mã này là mã 95 ngàn cho Kim Phương Bùi. Ủa hết rồi. Hết rồi chị Kim Phương Bùi rồi. Trắng kem 95 hết rồi chị ơi.
Rồi cái này ghi em mã sơ mi mấy chị. Sơ mi dùm cho Hải nha, 89 ngàn dùm em. Con sơ mi này là vạt quá này mấy chị. Chị kiếm hương bùi hết rồi chị ơi, mà nó hết rồi chị ạ. Đây này mấy chị, đây nha mấy chị yêu nha. Rồi chị lấy chốt thì em mã sơ mi dùm em luôn. Với giá là 89 ngàn một con sơ mi mấy chị. 89 dùm cho Hải nha, ghi em mã sơ mi 89. Này có cho mấy chị được mấy con rồi mấy chị, mấy con nha. Sơ mi em 89 ngàn lên giúp em đi ạ. Rồi lên cho mấy chị con này. Con này thì nó có mấy con thôi mấy chị. Màu này là màu sắc nha. Nói chung là chị nào ưng màu sạch á, chị nào mua cho con mình đi học á thì mấy chị mua mấy cái màu này nè. Nó cực kỳ sạch luôn nha mấy chị nha. Màu sáng lên rất là đẹp nha. Ai nói màu này không lên đẹp chứ em nói thật mấy chị luôn á nha. Có chị nào mà thích cái màu này không? Màu này cực kỳ sạch luôn nha. Sạch nhất luôn nha mấy chị nha. Lớp lót của nó bên trong là lụa này mấy chị. Nha mấy chị nha, lót bên trong của nó là vải nè. Xịn sò lắm nha mấy chị nha. Rồi cái này ghi liền em màu xám giùm em luôn. Với giá là 95 ngàn. Chúc em mã xám 95 giùm em. Ghi em mã xám 95. Em nói thật ấy, chị nào mà có con mấy chị mua cho con mình đi học này kia thì mấy chị mua cái màu này nè. Hoặc là mấy chị hay đi làm này kia mấy chị mua cái màu này, nó cực kỳ sạch luôn nha mấy chị nha. Còn mình mặc đi chơi này kia mình mua màu trắng được đó mấy chị. Nhưng mấy chị nha. Rồi chị lấy thì chốt giùm em luôn. Xám 95 cho hàng tròn. Ghi em mã xám nha mấy chị nha. 95 ngàn giùm em. Có mấy con rồi mấy chị. Giờ cái liền mã 95 ngàn lên cho em mà. Mã 95 ngàn giùm em luôn, 95 ngàn. Rồi, beo dùm cho 95 ngàn giùm em. Chúc em mã beo. 55kg vừa giờ thì Dương nha. Dạ vừa chị, beo giùm em, beo có nốt luôn nè. Xịn sò chưa. Người ta bán 180 ngàn, em bán cho mấy chị 95 ngàn. Mấy chị nghĩ đi, rẻ hơn được 85 ngàn mấy chị. Rẻ hơn 85 ngàn nha, 85 ngàn quá là bèo nhiều. Bởi vậy mấy chị ơi, người ta có ship cho mấy chị 30 ngàn, em ship mấy chị 35 ngàn, tính ra nó cũng vẫn rẻ nha mấy chị nha. Vẫn rẻ cho mấy chị nha, rẻ bèo nhiều. 85 ngàn cho Thùy Dương 1718. Mà mấy chị cũng thấy đúng không, y mát như Hải Nhập luôn, không sai cái nào hết. Bèo dùm cho Hải. Bèo 95 ngàn 2 cái dùm không la. Ghi em mã beo nha, 95 ngàn. Chúc em mã beo 95 ngàn đi. Đẹp lắm mấy chị. Ghi em mã beo dùm em, 95 ngàn dùm em. Chơi cái liền mã beo 95 ngàn lên cho em nha. Beo cho Hải nha, 95 ngàn có nốt nha mấy chị. Nốt luôn nha mấy chị nha. Ghi em mã beo 95 ngàn dùm em. Beo 95 ngàn cho Mai Nguyễn. Ghi em mã beo mấy chị ơi, 95 ngàn có áo nè. Có nốt luôn nè mấy chị. Beo này mà không lấy à mấy chị. Luôn rồi nha. Xuất sắc luôn rồi nha, tay nè. Định chưa? Beo 95 ngàn cho Ngọc Tú Đặng. Cho em mã beo giùm em 95 ngàn giùm em. Beo này xịn lắm mấy chị. Beo 95 cho Phan Quỳnh Anh. Cho em mã beo giùm em 95 ngàn. Ôi, sướng rồi là sướng luôn ấy. Này mấy chị. Kim em mấy chị nha, beo giùm cho Hải này. 95 ngàn phone này mấy chị 55 ký mặt vô tư. Beo 95 cho Huệ Khoa. Nón bự lắm mấy chị, không phải nón nhỏ đâu, nón bự lắm. Đây nè. Ôi qua cái mang tay của Hải luôn nè. Nón bự lắm mấy chị, không phải nón nhỏ. Rồi lấy chút em mã beo dùm cho em ha. Beo cho Hải mấy chị. Chưa buồn. Kim em mã beo nha, có 95 ngàn. Beo nhiều. Rồi lên với mấy chị xếp này luôn nha mấy chị nha. Khi dục kia mấy cổ áo luôn mấy chị này. Rồi cái này là nguyên set nha, tặng luôn cho mấy chị luôn. Beo chứ làm cho Phi Phi. Size M nha, tặng luôn mấy chị 69 ngàn luôn. Rồi cái này ghi em mã set 69 ngàn. Nha, chị nào lấy cho em mã set 69 ngàn, có 5 set thôi. 5 set nha mấy chị nha, 69 ngàn dùm cho Hải. Chúc em mã set 69 cho Hải nè. Size M dùm cho Hải nè. Beo có beo trắng để con, để em con nha, beo trắng. Rồi cái này ghi liền em mấy chị. Rồi cái này ghi em mã set dùm cho Hải nha. Với giá là 69 ngàn size M dùm em. Set 69 ngàn size M dùm em nè. Của nó nè mấy chị, vòng vòng vải của nó nè. Đẹp lắm nha, size M cho Hải. Chốt em mã set 69 ngàn size M dùm em. Trời đất ơi, trời đất à. Chết à. Ai em bán mà nó qua rồi bây giờ em mới thấy người ta bán nè. Giờ em lại lôi ra em xe cho mấy chị.
99.000 cho em mà set caro 99.000 giùm em. Không nhậu mấy chị. Bây giờ người ta mới bán đúng không? Đúng không? Nha, một con áo là rất tốt nè. Kèm cho mấy chị một quần caro nè, hách chân nè, dài nha, không phải là ngắn đâu nha mấy chị. Em mặc là lúc luôn mắc cá đó nè. 99.000 cho em mã set caro 99.000 giùm em. Set caro giùm em ha, 99.000 thật luôn ấy, lúc mắc cá đó mấy chị. Chị nào lấy thì chốt em mã set caro giùm em. 99.000 em có cho mấy chị được 3 set rồi mấy chị. 3 set nha mấy chị. Set caro 99 như Trần Thị Tú Trinh. 3 set mấy chị ơi, kim em mã set caro giùm em. Giờ cái này mã set caro 99.000 giùm em đi ạ. Kim em mã set caro giùm cho Hải mấy chị. Rồi cái này ghi liền em mã set ngố giùm cho Hải 69.000 giùm em. Kim em mã ngố 69, 65kg đổ lạnh em ok giùm em luôn. Set caro 58kg. Hãy sợ nó bị kích đó chị, chứ nó lưng chung á, nó là lưng chung á. Chị cao thì chị mang vừa, tầm khoảng eo 80 là vô á chị. Eo cho mấy chị nào mà size S, size M, size L là vừa nha, tại vì lưng chung nha. Còn mà em sợ nó chung á, em sợ mấy chị mặc nó kích thôi chứ. Set caro cho Mai Nguyễn. Rồi cái này ghi em mà set ngố giùm em nè. Ngố nha mấy chị yêu nha, 69.000 giùm em nè. Con này là phôn giấu quần nè, mấy chị yên tâm mặc không sợ bị lồ hét hay gì hết mấy chị ơi. Nha mấy chị có mặc thôi, mấy chị có ốm mấy chị mặc cũng vô tư cho Hải luôn nha. Cái này là cái áo của nó giấu quần rồi, cái áo của nó giấu quần nha mấy chị yêu nha, cho mấy chị luôn với giá là 69.000 chứ không em ạ. Số 69 gì nha, số caro 99 gì thì tiếc Mai. Ủa gì mi tối sẽ đến cho Nguyễn Quỳnh Như. Rồi cam giùm em nè mấy chị, ghi em mã cam nha. Cam giùm em 69.000 luôn, cam chữ ký 69 nè. Nói 69 cho Xuân Hà. Cam giùm cho Hải nha, 69.000. Mấy chị mua mua mấy bộ ngố này mặc đi, 69.000 mà giá trị lắm luôn. Cái đợt mà nó hốt hốt mấy chị 240-280.000 đó mấy chị. Nhưng mấy chị sốt cho rôm này cho Hải đang Nguyễn. Rồi cái này ghi liền em mã chữ ký giùm em nha. Chữ ký giùm cho Hải 69.000, bộ chữ ký giùm 69.000. Ngố 69 cho nữ Nguyễn. Còn xanh vỏ đậu 69.000 giùm em luôn. Chốt em xanh vỏ đậu 69. Hàng này là đi làm công sở mấy chị. Hàng to bao của Hải nha. 69.000 chốt em xanh vỏ đậu 69 cho Hải nha. Xanh vỏ đậu 69.000 giùm em. Đơn giản nhưng mà rất là xịn nha mấy chị yêu nha. Đơn giản nhưng mà chắc rất là xịn. Tay của nó này mấy chị nha mấy chị yêu nha. Ghi liền em luôn. Đây này mấy chị nè. Mấy chị mua cái áo 69.000 nhưng mà về mấy chị xem vải nè, xem chắc mấy chị đi làm mấy chị ngồi nó thoải mái nè, mặc nó xịn nha mấy chị nha. Xong bắt đầu 69.000 cho Nguyễn Quỳnh Như nha. 69.000 này mấy chị nè, xịn lắm, có 4 con rồi mấy chị. Sếp Hải mang còn hết rồi đúng không? Sếp mang còn một con size S đó. Xong bắt đầu 69.000 cho Lê Mỹ Đỗ. Rồi Hải có cho mấy chị được à. Đây mấy chị, hai con áo ba lỗ lạnh nè mấy chị. Hãy bán tặng mấy chị 39.000 ha. Chốt em mà áo 39.000 50 đồng luôn. Con này mặc vô là sướng, mặc sướng, sướng ơi là sướng luôn ấy. Mặc hay như không mặc, nhất là dành cho mấy chị nào mà mình có ký. Chưa, bây giờ đơn hàng này chiều thứ năm mấy chị ghé lấy cho nó chắc ha. Cái này mình có ký á mấy chị, mình mặc nó sướng lắm. Nha mấy chị yêu nha, đây nè. Mấy chị nhìn cái áo này, mấy chị có 60 ký mấy chị mặc cái áo mấy chị cũng cảm giác là nó có bị nóng trong người của mình á. Nha mấy chị yêu nha. Mát lắm nha mấy chị này. Nha. Giờ lấy ba lỗ 39 thì chốt ba lỗ 39 giùm em, hàng cao bao nha mấy chị. Ba lỗ 39 cho chị bằng ba lỗ 39 giùm em. Đã có cho mấy chị hai con. Rồi lên cho mấy chị một con quần hàng siêu cấp của nhà Hải. Rồi tặng móc cho mấy chị luôn. Ba lỗ 39 cho chị. Rồi cái này ghi liền em cho mấy chị. Rồi cái này ghi liền em nha, size là size S này mấy chị. Tặng móc cho mấy chị luôn ha. Với giá là 75.000, chốt em mã quần 75.000 size S nhưng mà 50 kg mang vừa, con này phông to. Đây này mấy chị. Cái quần của nó xịn nè mấy chị nè. Mấy chị thấy không? Xịn lắm. Nha mấy chị. Cái này em tặng cho mấy chị luôn 75.000 size S nè mấy chị. Sếp Hải mặc, mặc còn một lai, còn một set duy nhất nha chị Bích Trâm. Set này Hải mặc này, Vương chưa chốt á. Hết ba lỗ rồi nha chị, mấy chị ơi. Mấy chị ghi giùm em mã quần giùm em. Mà cái quần này mấy chị biết sao không? Cái phôn của nó không phải là cái phôn mà phôn bình thường mấy chị. Cái ống của nó là ống sung, mà ống sung vừa mấy chị chứ không phải là sung ôm nha mấy chị nha.
nó xuống từ đây xuống này mới chị, nhưng mà nó vừa vừa mới chị, giống như dán bôm vậy đó mới chịu nha. Rồi cái này ghi liền em mã quần này, 75.000 giùm hết mã xếp ba lỗ rồi nha, quần 75.000 dạ, okay, luôn. Chị Bích Trâm nha. Quần có một cái mấy này, wow, quần có một cái nè. Quần cho chị Nga Mông, ở thắm cu bi Nga Mông. À đây 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 mấy chị ơi, lúc sáng mấy chị hỏi hại nè. 29.000 áo á, áo 29 giùm em, áo này mặc sướng nè mấy chế. Nói chung là mua về để dành mặc với lại mùa vô mùa mấy chị ơi, mặc với yếm nè. Hoặc là chị nào mà tự tin thì mấy chị lấy cái áo này mặc đi mấy chị, không bao giờ làm mấy chị thất vọng luôn. 29.000 màu cam sữa nha, mua về để dành để mặc. Dạ thấy chị Lâm thì kiếm lén nha, nhưng mà lúc nãy mẫu kia nó hết rồi chị. Đây nè mấy chị, nhắm mấy chịu nha, 60 à, quên 29.000 cho em mà áo 29 giùm em nha. Cái này mua về để dành mặc yếm nè mấy chị, tại vì nó xịn nó mấy chị, chứ không phải là hàng tào lao nè. Mấy chị thấy không, cái vải của nó nè mấy chị thấy không, đây nè, nhúng 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 nè, đó thấy cái vải đẹp không mấy chị, nhắm mấy chịu nha. Áo 29 như chị Ngọc Vũ Hà, nó đẹp lắm, lúc sáng thấy hai con mà có một con. Rồi đầm ngủ này mấy chị ơi, 59.000 cho mấy mã. Áo 29 như chị Trang Thị Tú Trinh. Rồi ghi mấy mã đầm ngủ nha mấy chịu nha. Ghi mấy mã đầm ngủ 59.000 nha mấy. Ủa sao cái đầm ngủ này có nhiều chị hỏi mà sao mình like nó cũng bị ở đâu đâu có không ta. Đầm ngủ 59.000 giùm em. Hết áo 29 rồi nha mấy chị ơi. Rồi cái này ghi mấy mã đầm ngủ giùm em. Đầm ngủ nha mấy chịu nha. Xếp cái ghế màu đỏ. Rồi cái này ghi liền em nha mấy chị ơi nha. Đầm ngủ giùm em, đầm nốt cho mấy chị luôn. Đầm ngủ 59. Đầm ngủ 59 cho chị Trần Thị Tú Trinh. Ừ thì lấy bông bơ, bông bơ. Bà cứ cái áo bông bơ, áo gió là của tao nó ngủ. Giờ vỡ dù. Trời mấy chị nào mà hốt được áo này thì xịn nha. Tại vì mỗi mã nó có một con nè à. Mỗi mã một con duy nhất dạ, nha. Dạ hết mẫu áo 29 rồi nha mấy chị. Thật luôn mỗi lần mà em gỡ mấy cái này ngủ luôn mấy chị à. Là móng tay của em nó tróc hết mấy chị ơi. Tại vì là cái bao là bao dẻo mấy chị. Cái hàng bao dẻo này mấy chị nè. Nha mấy chị yêu nha. Ghim em mã số 1 giùm em luôn, 49.000. Mã 1 49.000 con này mấy chị. Ghim em mã số 1 nha. Mã số 1 49.000 còn vé. Hết mã đầm ngủ rồi nha mấy chị ơi. Còn vé đó chị ơi, nhưng mà vé lúc trưa còn đâu chị. Vé lúc trưa còn không? Như vé lúc trưa như hết rồi hả? Còn một cái cá caro. Mọi ngon xếp kem á, xếp kem như còn không? Còn. Rồi cái này ghi liền em luôn ha. Chốt em mã số 1 giùm em nè, 49.000 giùm em. Mã số 1 giùm cho Hải nha, 49.000 áo phong giùm cho Hải, một con duy nhất nha mấy chị nha. Ghi em mã số 1. Áo 49 cho chị. Hậu Nguyễn, khách mới chọn giúp em hóa đơn trang 100.000 giúp em nha chị Hậu Nguyễn ơi. Đang em đi đơn 100.000. Còn cái này ghi em mã số 2 giùm em nè, đơn lưu tới thứ 5 nha mấy chị nha, đơn tới thứ 5 mới đi nha mấy chị. Ghi em mã số 2 nè mấy chị nè. Còn áo dây kèm dây trong không chị ơi. Hết rồi, không còn một cái nào luôn, không còn một cái nào luôn đúng không chị? Như là hết rồi mấy chị. Kim em mã số 2 này mấy chị, 49.000. Áo phong này phong Mỹ mấy chị ơi, mỗi mã nó có một con nè. Rồi cái này ghi em mã số 3 giùm em nè. Mã số 2 49 cho chị Đặng Thị Vi. Rồi cái này ghi em mã số 3. Kim giúp em hóa đơn trên 100k trên thứ 5 đang đi đơn nha. Rồi ghi em mã số 3 giùm cho Hải mấy chị. Mã số 3 giùm cho Hải nha, 49.000 giùm em. Kim em mã số 3. Hết rồi mấy chị ơi. Rồi đầm dây xanh dùm cho Hải nè. Chị ở lấy chốt thì em 89.000. Chốt em mã xanh 89.000. Đây mã số 3 giúp em ạ. Xanh có dây tăng đơ thị vi. Mấy chị, xanh có dây tăng đơ dùm em ha, 89.000. Chốt em mã xanh 89.000. Đưa cá nè, 89.000 dùm cho Hải nha. Chốt em mã xanh 89.000. Xanh 89 có dây tăng đơ nha, 89.000 dùm cho Hải. Rồi cái này là cái yếm này mấy chị. Không ai lấy, em lấy mặt luôn thì dễ thương mấy chị ơi. Dễ thương này. Nhưng mà nó bị mất cái dây đúng không? Ủa cái yếm này không tặng này. Cái này em tặng đi mấy chị, về cho mấy chị mà sửa lại cho con ha. Dư hơi dư kém rồi. Cái này em tặng nha, chị nào có con gái mua về cho con gái, tặng cho con gái mấy chị cũng được ha. Ừ. Cái áo phốt ve 95 cho chị Bảo Hoàng. Hình như trên mình còn cái này. Cái này chị nào có con gái mấy chị một là em tặng cho mấy chị ha, chị nào mà lấy thì lấy nha.
tại vì nó bị hư dây kéo á. Vậy mấy chị đục á, mấy chị gài thôi mấy chị. Nha mấy chị yêu nha, mà cái yếm này xinh lắm, xinh đẹp. Yếm này xinh lắm, màu tím đó nè, dễ thương quá. Yếm này đẹp quá. Dây xanh cho chị Nguyễn Minh. Dây xanh. Bao nhiêu đây? Bao nhiêu đây? 5 kg. Rồi hãy có cái quần ngố này mấy chị. Hai cái quần hách chân mấy chị ơi. Quần hách chân size L này mấy chị, tặng cho mấy chị 85.000 luôn. Cho em mã quần hách chân size L 85.000 nha. Có lưng chuỗi. Em tặng. Em tặng cho chị Hòa Hòa. Mấy chị. Nó dài nha, dài chấm 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 dưới dưới đất của hẻ luôn ấy. Nhưng mấy chị yêu nha, do là hãy luồn đó. Hãy có hồn mới 54 luôn thôi nhưng mấy chị yêu nha. Nhưng mà hãy mang là vừa chấm đất luôn ấy. Nhưng mấy chị yêu nha. Đây là mấy chị mang về thể thao, thỏa thích luôn cho hãy hải luôn. Nhưng mấy chị yêu nha. Sao này là size L mấy chị. Tặng cho mấy chị 85.000. Kim em bảo quần hách chân 85.000 chị. Quần hách chân dùng cho hải nha, 85.000. Một con duy nhất là mấy chị. Quần 85 dùng cho hải nha. Một con duy nhất luôn, có em bảo quần 85. Rồi cái này ghi liền em, mã số 6 dùm em nè, 49.000. Mã số 6 chả, 49.000 dùm chả. Ghi em mã số 6 chứ, 1610. Mã số 6 dùm cho Hải nha, 49.000 nè. Ghi em mã số 6, 49.000. Này có một con này chứ. Đất rồi đó. Rồi ghi em mã duy nhất 95.000 gì nữa. Con này mà không lấy nữa thôi. 69.000 chị Duyên Nguyễn. Mấy chị 95.000 chứ em mã duy nhất 95 gì nữa. Mã duy nhất dùm cho Hải nha, 95.000. Con này đẹp lắm mấy chị. Hải thông mấy chị luôn á. Con này rất là xịn sò nha, 95.000 mấy chị. Rất là xịn mấy chị ơi, xịn sò vô cùng luôn nha. 95.000 chị lấy cho em mã áo 95 dùm em. Áo 95 dùm cho Hải nha, một con duy nhất à. Đây nè mấy chị. Màu này đẹp lắm, hàng theo cho Hải luôn ha. Ghi mi mã duy nhất 95 gì nè. Duy nhất cho Hải 95.000. Màu đẹp lắm, theo theo đó đẹp lắm mấy chị. Bền lắm. Rồi cái này ghi liền em, mã này là mã số 7 dùm. Mã số 7 dùm em ha, 95.000. Mấy chị mua áo gió của nhà Hải đi, áo khoác qua bomber của nhà Hải đi mấy chị. Sau rồi ít bữa sẽ yên tâm là không có sợ bị lạnh hay là mấy chị đi mưa này ok luôn cho Hải luôn. Mà cũng không bao giờ mua đắt ở chỗ khác nữa mấy chị. Tại vì em bán 95.000 là em danh dự mấy chị là không ai rẻ bằng hơn rồi đó. Nha mấy chị nha. Hải là bán siêu rẻ cho mấy chị rồi đó nha. Ghi em mã số 7 dùm em luôn, 95.000. Ghi em mã số 7 nha mấy chị nha. 95.000 dùm cho mã 7. Ủa con Mickey này mà không lấy mấy chị. Chứ nào không hỏi Mickey luôn á chị. Chị nào không hỏi Mickey, Mickey lên chưa Hải ơi luôn ấy. Ôi ôi, chị. Quá trời đẹp luôn ấy. Viên lên một cái muỗng thịt. Muỗng thịt mình hết rồi đúng không? Nha mấy chị, nè. Trời ơi, xịn sò lắm mấy chị. Chị nào lấy chốt thì em mã số 7 giùm em nha. Ghi em mã số 7, tay đẹp nè mấy chị. Tay là viền cho mấy chị luôn nè. Nha mấy chị yêu nha. Ghi liền em, mã này là mã số 7 dùng cho Hải. Mã này đẹp lắm mấy chị. Số 7 cho chị mã Thanh Hoa. Trời ơi, không chốt, bù hành lắm rồi nha. Xếp này kia tấu hãy lên nha mấy chị yêu nha. Rồi cái này ghi liền em, mã số 8, 49.000 con, mã số 8. Mã số 8 dùng cho Hải nha, tấu hãy lên xếp mấy chị nha. Rồi ghi em, mã số 8 dùng cho Hải luôn với giá là 49.000, mã 8. Ghi em mã 8, 49.000 dùm em. Ủa cái mã đó mấy chị không lấy mấy chị. Trời ơi, đẹp ơi là đẹp luôn. Mã số 8, 49.000 với em mấy chị ơi. Luôn ấy. Mã số 9 dùm em, 49.000. Ghi em mã số 9, 49.000 dùm em. Mã số 9 dùm em ha, 49.000 áo phông. Thì mấy chị, mấy cái hàng áo phông này xịn lắm. Hàng phong mỹ của Hải hết á, mà Hải tặng nốt mấy chị luôn á. Hàng này mấy chị thấy không? Toàn có tên không nghe máy không mà mấy chị. Tôi chèo lấy thì chốt tìm em ha. Mã mấy bên rồi? Số 9. Mã số 9 nè. 949 cho chị Ý Nhi.
Rồi cái này ghi liền em mã số 10 giùm em, 49.000 hàng theo nè mấy chị. Theo cho Hải nha, mã số 10 giùm em. Ghi em mã số 10. Mã số 10 Hải có 2 con nè, giúp em mã số 10. Mã số 10 nha, hàng theo nè mấy chị. Ghi em mã 10 giùm em. 10 cho chị Hồng Thảo. 10 giùm em có 2 con. Rồi cái này ghi em mã vàng giùm em ha. Mời cho Cam Liên Nguyên. Mã 11 giùm em, 49.000 giùm em. Chúc em mã 11 nha mấy chị nha. Mã 11 giùm em 49.000 em xem một cái ốc HB ha. HB này lên rồi mấy chị ơi mà còn hai con chị ơi, lấy chốt giùm em ha. 95.000 cho em mã bèo 95. Chị nào chưa lấy con này thì lấy đi nha. Bèo giùm cho Hải này 95.000 nha mấy chị. Kim em mã bèo 95 dùm cho Hải nha. Bèo 95 em còn hai con cuối cùng nha, hai con cuối mấy chị, chờ lấy bèo và chốt bèo dùm em ha. Kim em mã bèo 95 dùm em, bèo 95 nha, còn hai con cuối á. Bèo 95 cho Nguyễn Hồng Thành. Rồi bộ 59.000 này mấy chị. Kim em mã bộ 59 dùm em. Bộ 59.000. Bèo 95 gần một con chứ chị Sakura Nguyên. Rồi cái này kim em mã bộ 59 dùm em này. Bộ 59 này em có cho mấy chị một bộ cuối cùng, một bộ duy nhất không? Bộ này nó hết rồi đúng không? Hết rồi nè mấy chị. 59.000 giùm em hàng theo nè mấy chị nè. Theo nha mấy chị ơi nha. Vậy nó đi nói là mấy chị bỏ ra 59.000 mà mấy chị mua cái bộ này vì mấy chị mặc thích lắm luôn. Mặc xong rồi em đảm bảo mấy chị luôn là cực kỳ nghiện luôn á mấy chị. Có nhiều lúc mấy chị nào mà mua cái bộ mà có mấy chục ngàn mấy chị bị thích không mấy chị? Mặc hoài luôn không? Nè. 59.000 giùm em ha. Chúc em mã bộ 59 giùm em. Có bộ không mấy chị? Ôi, hết beo rồi nha. Hết sạch beo rồi mấy chị. Rồi cái này ghi liền em luôn. Chốt liền em, mã này là mã số 5 và mã số 1 lại cho Hải nha. Ghi em mã số 1 liền cho Hải. 49.000. Mã số 1, 49.000 liền nha. Ghi em mã số 1. Bộ 59 cho Tùy Duyên. Mấy chị, mã số 1 liền cho Hải nha. 49.000, này có cho mấy chị một con. Này ráng lên cho mấy chị mấy con phong Mỹ nha. Vì nhiều chị hỏi phong Mỹ lắm. Rồi mã số 2 giùm em 49.000. Số 1 và 49 cho Thu Thị Phạm. Rồi cái này ghi em mã số 2 49.000 giùm cho Hải. Mã số 2 nha, 49.000 hãy có cho mấy chị một con. Rồi cái này ghi em mã số 3 giùm em. Mã số 3 nha mấy chị nha, 49.000 giùm em. Ghi em mã số 3 49.000, áo phong Mỹ màu nào cũng đẹp hết mấy chị nha. Thật luôn ấy, màu nào cũng đẹp hết mấy chị ơi nha. Có ai 49.000 cho Thu Hiền. Màu nào cũng xuất sắc đó mấy chị. Rồi cái này là áo cà rốt tốt đây mấy chị. Rồi cái này ghi liền em luôn. Mã số 4 giùm em luôn. Mã số 4 giùm cho Hải nha, 49.000 giùm em. Áo cà rốt tốt giùm em nha, phải nè mấy chị. Rồi cái này ghi em mã số 4 giùm em. Số 3 cho Cam Lê Nguyễn. Mã số 4 nha mấy chị nha, 49.000 cho con. Rồi ghi em mã số 5 theo ở đây nè mấy chị, 49.000. Mã số 5 giùm em ha, 49.000 giùm cho dán nè mấy chị. Mã số 5 giùm em ha, 49.000 giùm em. Mã số 5 mấy chị, 49.000. Số 4 giùm em Huyền. Năm cho Cam Lê Nguyên. Mã số 7 giùm em 49.000, có con duy nhất à. Mã số 7 49.000, một con duy nhất luôn mấy chị. Ghi em mã số 7 nha, một con duy nhất 49.000 luôn nè. Alo. Rồi cái này ghi liền em mã số. Chị Hoàng Ngân phải không ạ? Mã số 8 giùm cho em. Với Hải á, ý là hồi nãy bưu tá gọi cho chị mời rồi qua chỗ nghe máy, bưu tá gọi cho em gọi thử chị hết. Đâu có, ấy là đơn ngày 10 tháng 8 cho mới đi với hôm thứ hai chủ nhật vừa rồi á. Dịch. Dạ. Dạ.
bữa tối nha. Đây ạ. Đây ạ. Rồi cái này kia em mã số 8 nha. Mã số 8 49.000 cho con. Mã số 8 nha mấy chị yêu nha, 49.000. Alo. Alo. Em nghe ạ. Mã số 9 kìa mẹ, ghi mẹ mã số 9 này có con. Dạ dạ, bây giờ em đang bận lắm chị ạ. Mã số 9 49 dạ, dạ. Giờ em đang làm. Dạ. Rồi cái này ghi mẹ mã dạ. Số 9 kìa mẹ, 49 ngàn. Ghi mẹ mã số 9, 49 có một con mấy chị. 849 cái hậu ngon. Màu này đẹp lắm mấy chị này. Đơn giản nha mấy chị nha. Cái này chị là con gái mua cho con gái mà cũng xinh nữa. Đi học thêm này kia mấy chị. Mã số 9 kìa mẹ. 9 cho Lê Võ. Rồi cái này ghi em mã số 10 kèm màu màu bò và màu đen. Mã số 10 kèm màu giùm em ha, màu bò và màu đen mấy chị. Xịn lắm luôn nha, 49.000 kèm màu giùm em. Màu bò này mấy chị và màu đen giùm em. Đẹp chưa? 49.000 giùm em mấy chị. Ghi em ha, mã số 10 kèm màu giùm em. Màu đen và màu bò. Mã số 10 kèm màu giùm cho Hải nha, màu đen và màu bò giùm em. Cái phong mỹ này em nó đi nó lại mấy chị ơi, mặt nó sướng lắm. Mặt cảm giác không bao giờ bị sợ bị hư cái áo luôn ấy. 10 đen cho Phạm Thu Nga. Rồi cái này ghi liền em mã 11 giùm em nè. Mã 11 giùm cho Hải nha. Ghi em mã 11. 10 bò cho Phan Quỳnh Anh. 11 10 đen cho Viên Nguyễn. 11 này là nam. Nam mang ok luôn nè mấy chị. Nam mang ok giùm em ha. Chúc em mã 11 giùm em. Ghi em mã 11 ha. Nam mang đẹp lắm mấy chị. Ghi em mã 11 giùm em. Mã 11 dùng cho Hải nha, nam mang đẹp luôn nha, cái này mang cặp cũng đẹp cho mấy chị luôn. Kim em mã 11 em có hai con và con mini là em bị 11 cho cà chua bi, em bị bôm nữa, hai con rồi chết. 11 cho Nguyễn Thị Phương Chi trơn dùm em ha, 49.000 chút em mã trơn 49 là mini, trơn 49.000 mini này mấy chị nha mấy chị ơi nha. Mini nha mấy chị ơi nha. Ghi giùm em mã trơn giùm em 49.000 giùm. Trơn cho Hải nha mấy chị ơi nha. 49.000 giùm cho em. Chúc em mã trơn 49.000 em có hai con nữa. Trơn cho Hải nha, 49.000 hai con duy nhất. Ghi cho Hải mã trơn mấy chị ơi, 49.000 cho em. Trơn nha, phong trơn đó mấy chị, có 49.000 nha mấy chị. Rồi con này lúc nãy chị nào mà chưa được thì lấy cho Hải nha. Bởi vì là Hải không biết còn ở ngồi đó. Trơn 49 cho Cam Lê Nguyễn. Cái này Hải không biết còn ở ngồi nha mấy chị nha. 95.000 giùm mẹ nha. Màu kem kem đó mấy chị, màu này đẹp lắm nha. 95.000, chúc em mà áo 95. Trơn 49 cho Mimi Lali. 95.000 ha, này có mấy chị không chốt được nè mấy chị. Giờ lấy thì chốt em mã 95 giùm em ha, áo 95 giùm em. Chị nào cũng mua hai cái về mặc đi mấy chị, có 95.000 thôi. Bao rẻ luôn á, mấy chị mua hãy hai con, mấy chị đang ngồi mua một con thôi. Chứ tính là như vậy mấy chị. Rồi cái này cho liền em mã kem giùm em, 95.000 giùm em. Áo nha mấy chị ơi nha, bomber giùm em ha, 95.000, chốt em mã bomber 95. Hàng theo nha mấy chị ơi nha. Chúc em màu là màu kem nè. Lúc nãy có mấy chị không chốt được sao á. Ghi em mã kem 95.000 nè. Kem 95 nha. Rồi mã 1 màu vàng 49.000. Mấy chị con Mỹ nè. Chị thấy không? Cái kem 95 chú chị Nguyễn Liên. Còn. Rồi cái này ghi liền em mã số 1 giùm em 49.000 không Mỹ. Kem 95 cho Duyên Lê. Số 1 49.000 cho Văn Dân. Rồi cái này ghi em mã số 2 giùm em. Theo nè mấy chị, cái này mấy anh nam mang cũng đẹp nè. Chị nào có con trai mua cho con trai cũng đẹp. Mã số 2 giùm em ha. Ghi em mã số 2 49.000. Mã 2 49.000 giùm cho ạ. Có kem 95 cho Thủy Nguyễn Thị Hồng. Rồi cái gì em mã số 2 49.000.
Số 249 ngày cho Hồng Thảo, 249 ngày cho Lê Võ. Số 249 ngày cho Miminali. Rồi đáp cho lại nè mấy chị ơi, 95.000 chứ không em mã đáp. À ghi dùm em mã Hồng đáp 95.000. Hồng đáp 95.000. Cái này huyền thoại rồi mấy chị ha. Cái này là huyền thoại rồi, cái nào mà cũng được hết. Nam nữ mê ok cả. Rồi cái này ghi dùm em mã Hồng dùm em ha. Hồng đáp dùm cho Hải luôn, 95.000 dùm em. Hồng đá 95 mấy chị ạ, ghi mê mã hồng đá 95.000. Khách mới mã kèm số điện thoại lên dưới em luôn mấy chị ơi. Mã số 4, mã số 4 dùm cho Hải mấy chị, 49.000 mã 4. Rồi ghi mê mã số 4 dùm cho Hải. Hồng đá 95.000 cho Suri Nguyễn. Còn áo đen Mickey cho chị nhé. Có áo đen Mickey. Đen Mickey nãy mới vừa like luôn á, cô Mickey. Này chị ơi lấy không? Đây nè. Chị Cẩm Nhất Phương lấy thì báo Hải nha. Lấy thì báo Hải nha. Rồi vô lý à nha, hơi bị vô lý mấy chị nha. Bùng mà nha. Số 4 muốn chứng nhận cho cà chua bi. Mới chết được cái khóa. Có túi trong luôn nè. Có túi trong nè mấy chị. Xin mấy chị ơi, túi trong mình nha, theo. Mày vừa lắm. Mấy giờ hả? Hả? Bóng rồi. Cái liềm em ha, chú ghi mã đen Mickey này 95.000. Có túi trong luôn, tròn tròn. Mã 5 CM dùm em, 49.000. Con này là tán lỗ nè. Mã số 5 dùm em, 49.000. 5 49.000 dùm em, chú mê mã số 5, 49.000. CM lên có đen 95.000 cho Bảo Quyên. Con này là hàng em bán bao nhiêu đêm con? 75.000 này mấy chị. 75.000, 49.000. Làm 49 đi. Mã 6 dùm em, 49. 549 cho Trân Trân. Rồi cái này ghi em mã số 6, 49.000. Mã số 6 dùm cho Hải nha, 49.000 hãy có con nè mấy chị. Mã số 6 nha mấy chị nha, 49.000 một con duy nhất. Ghi em mã số 6 dùm cho Hải nè, 49.000. Mã số 7 dùm em, 49.000. Ghi em mã số 7 nha. Mã số 7 cho Hải nha, 49.000 một con. Ghi em mã số 7 nha, 49.000 một con duy nhất luôn. 6 cho Hậu Nguyễn. Bảy cho Ti Ti Lê. Cái lá ngắn như này em chơi em chạy em ghét em lắm. Số 7 49.000 cho Ti Ti Lê. Một con áo trắng tơ tay phồng nè. Nhưng mới chịu nha. Ghi liền em mã. Mã ghi dùm em mã này là mã trắng tơ dùm không. Em tặng cho mấy chị luôn 39.000. Ghi em mã trắng tơ 39.000 đi làm đi mấy chị. Một cái áo này đi làm đẹp chưa, cổ đẹp lắm nha. Ghi em mã trắng tơ dùm em nè, trắng tơ nha mấy chị nha, 39.000 hãy có một con duy nhất là size M dùm cho. Rồi 39.000 em có màu đen. Chúng ta 39.000 chú cho chị Thanh Thanh thôi đến sau. Rồi cái này ghi liền em 39.000 kèm màu đen màu đỏ giùm em. Cô gái giùm chị. Ghi giùm em ha. 39.000 kèm màu giùm em màu đen và màu đỏ giùm em. Ghi em mã 39.000 kèm màu đen và màu đỏ giùm em.
đen vào đỏ cho mấy chị ơi nha, đen vào đỏ dùng chạy. Con mưa hả? Ba chiếc đen cho chị Từ Vi. Con màu đỏ ạ. Từ màu đẹp chưa chị? Đây về. Ôi mấy chị ơi, đẹp chưa? 95.000. Ba chín đỏ cho chị Hậu Nguyễn. Cứ giùm em mà áo 95 giùm em, màu đẹp lắm mấy chị. 95.000 cho Hải nè. Chốt em mà áo 95 giùm em. Trời ơi, xịn sò lắm rồi nha. Cái gì mê mà áo 95, áo này đẹp nè mấy chị. Quá trời xịn luôn ấy. Nha mấy chị ơi nha. Này hai lớp nè mấy chị. Đẹp chưa? Đi mê mà áo 95. Áo 95 này sẽ. Ghi liềm em luôn mấy chị. Chốt liềm em mà áo 95 giùm em nha. Áo này đẹp lắm mấy chị ơi, xịn sò vô cùng luôn. Nha. Đây mà áo 95 à. Kim em mà áo đấy, 95 đen đỏ rồi nha mấy chị ơi. Đen đỏ là mấy gì? À đen đỏ hả mấy chị? Áo 95 cho chị Duyên Duy. Trời ơi màu này đẹp lắm mấy chị. Thầy lớn rồi. Màu này đẹp thiệt. Đẹp lắm mấy chị ơi. Thật sự luôn ấy. Áo 95 cho chị Suri Nguyễn. Màu này đẹp quá trời. Để lại cái mà. Nhà bé áo khoác bị đục cái không phải. Lúc nào mà cũng đi tìm mất khổ ghê. Hãy có cho mấy chị một cái quần. Quần này là size S mấy chị. Tặng cho mấy chị luôn ha, 69.000. Size S nhưng mà 50kg mang vừa nha. Form này form to lắm mấy chị. Form này form to cho Hải nha. Form này rất là to. Nó không phải là form S nhỏ đâu, mà là form này là form S lớn dùng cho Hải nha. Và cái này ghi dùm em mã 69.000. Quần ngố dùm em luôn. Tặng mấy chị 69.000 ha. Chúc em mã ngố 69. Em có một con thôi. Lấy mã quần ngố 69 thì em mấy chị ạ. Kim em mã ngố nha mấy chị ạ nha, 69.000 dùm chạy. Chốt em mã dưa dùm em nè mấy chị. Dưa nha mấy chị ạ nha, dưa hấu dùm cho Hải nè. Quần áo cho mấy chị Thanh. Quần áo cho chị Thanh Thảo. Rồi cái này ghi liềm em nha mấy chị ạ nha, 59.000. Chốt em mã dưa 59.000 dùm em, đầm sung nha. Và cái hàng này là hàng của Hải có túi á mấy chị. Nha mấy chị ạ nha, có túi nè, mãi xem mấy chị 59.000 luôn. Chốt liềm em mã 59.000 dùm em. Dưa 59 giùm em, chúc em mã dưa 59 này có cho mấy chị một con. Giùm em mã dưa 59 mấy chị ơi. Rồi cái này giùm em mã áo lạnh giùm em nè. Trời ơi, cái áo giấy lạnh này mấy chị, giùm em mã áo giấy giùm em. 49.000 này mấy chị. Trời ơi. Dưa 59 mấy chị lấy sao hồ. Hai bên em nếu còn thì bỏ mua cho chị nha, ngồi đánh coi lại mới thấy. Hải ơi có cái đầm hai dây màu đen, rút dây hai bên eo. Rồi cái này ghim em mã giấy 49.000 giùm em. Con này mặc vé này mấy chị. Ghim em mã giấy nha mấy chị ơi nha. Rồi cái giùm em mã giấy giùm em 49.000 giùm em. Áo giấy 49 cho chị Giang Giang. Em tức mấy chị nha, em tức mấy chị. Dễ sợ luôn ấy. Nè 85.000 cái đầm maxi luôn. Kim em mã 85. Em có màu xanh và màu đỏ nè. Chị nào lấy màu gì của mình màu đỏ giùm em nha. Con này nó đẹp lắm mấy chị. Thật luôn ấy, nó là dáng maxi nha. Đẹp lắm. Bà nào mà đang ở gần chỗ mà biển biển với lại sóng ảo này kia, chị đợi mấy mai coi lên nữa mà không thấy. Hết rồi sao chị, coi em like còn hay không chứ. Có thì em không biết nữa, tại vì nhiều hàng quá mấy chị ơi, không nhớ nổi. 85.000 kìa, lấy chút em mã váy 85. Đẹp lắm mấy chị, con này đẹp lắm. Trời ơi, nó thật luôn ấy. Áo dài tay đen nha mấy chị yêu nha. Giờ lấy chút em mã 85 kèm màu dùm em. Màu đỏ đô với lại màu xanh này. Trời ơi, con này mặc nhức nách luôn mấy chị ơi. Nhức răng luôn ấy. 85.000, xinh xỉu luôn nha. Xinh lắm, với cái chân của nó này phổ cẩm này mấy chị. Con này mặc đẹp lắm, con này là mặc dài. Dài tới chấm dưới gốc chân nha mấy chị nha. Chứ không phải là phun ngắn đâu nha mấy chị.
giàu lãi gì chốt thì em đỏ hạt xanh à. Đỏ xanh 85.000. 85.000 mấy chị ạ? Có 85.000 thôi mấy chị, đều nhiều lắm luôn á. Body rút dây hai bên. Có áo khoác cổ. Có cổ. Có cổ là cái gì? À còn ở hồi đó mà có hồi đó mình chưa làm rồi chứ. Đó em lên nha, giờ em biết hàng nó nhiều lắm mấy chị. Không thể nào mà lên hết được mấy chị. Áo khoác hải mặc còn. Con trai mặc được không? Áo khoác hải mặc đó hả? Áo khoác hải mặc nãy không. Cái này màu này trai mang được mấy chị ơi. Cái này mang cặp được luôn nè. Cái màu này dễ mang mà. Hồi nãy có màu hồng mấy chị. Đấy là nó có màu hồng nha. Chứ nó không có màu 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 đen. Nó không có màu kia mấy chị nha. Rồi cái này ghi em mã bộ 49 ngày giùm em. Chứ em mã bộ 49 giùm em. Bộ 49 giùm em. Áo khoác này thì nam mang được mấy chị ơi. Đẹp chứ bộ. Đẹp quá trời đẹp luôn em. Cái này khoác cái này bên hộp này kìa. Đẹp lắm mấy chị ơi. Áo khoác này mang đẹp. Rồi cái này ghi em mã bộ giùm em 49.000 size L này. 55-58kg mang ok giùm cho Hải này. Ghi liền dạ, em mấy chị Mina nha. Nhưng mà chị khách mới lên mã kèm số điện thoại bên em mới chốt được. Khách mới mã kèm số điện thoại mấy chị ơi. Không có số điện thoại. Ngày mai ngày mốt em gọi chị biết ở đâu. Trời ơi mấy chị thấy ngày nào cũng xả đơn gọi không nghe máy không mấy chị. Có số điện thoại đó mà em gọi mấy chị còn không nghe máy nữa. Đừng nói là không có số điện thoại. Chốt rồi biết tìm mấy chị ở đâu để làm đơn nha. Lên số điện thoại cho Hải. Rồi cái này ghi em mã bộ 49.000 giùm em. Bộ 49 như chị Cà Chua Bi. Mấy chị phải có số điện thoại mới chốt được. Rồi đầm ba lỗ giùm em 59.000 nè. Chốt em mã ba lỗ đen 59.000 giùm em. Ba lỗ đen nha mấy chị nha. 59.000 giùm trai. Phải có cho mấy chị một con nè. Ba lỗ đen 59.000 một con duy nhất. Cái body này nó đẹp mấy chị ơi. Có 69.000 mấy chị mua mặc đi mấy chị. Body này đẹp lắm 69.000 nè. Giờ lấy chốt em mã body 69.000 giùm em. Bộ này đẹp lắm. Hay là mình để mình mặc ra. Bộ 49 hết rồi nha mấy chị ơi. Ba lỗ cho chị Lê Chi. Ba lỗ mấy chị. Ba lỗ. Ba lỗ 59 nè mấy chị. Cái đầm body này. Ba lỗ 59 cho chị Lê Chi. 69.000 cái đầm body này đẹp lắm. Đẹp ô là đẹp luôn á. Rồi mấy chị không lấy em lấy để dành mặc. Body 69 cho chị Trân Trân. Còn một cái quần caro nữa mấy chị. Quần caro màu vàng 85.000. Chứ em mã caro 85.000. Quần caro dùm cho Hải nha 85.000 dùm cho Hải. Caro 85 52kg đổ lại em ok dùm em. Kim em mã quần caro 85 dùm cho Hải luôn. À nam 6 mấy ký. Nam mà 6 mấy ký á là mấy chị khoác nam là không có khóa được mấy chị nha. Khoác nam để bữa Hải về khoác nam cho mấy chị lấy nha. Còn cái này dành cho mấy chị nào mới chồng, mấy chị tầm khoảng 58, 59 kg thì ok. Còn cỡ 65 kg là sợ ổn vừa mấy chị bị kích đó. Bị kích đó mấy chị, còn mình phụ nữ thì mình may mình không có cần khóa. Nói chung mình đi ra ngồi mình mới khóa thôi mấy chị. Còn lại bình thường mình mặc như thế này là ok rồi nè mấy chị. Nha mấy chị nha, bình thường mình mặc như thế này nè. Bơm bơ á mấy chị, người ta phố với này kia mấy chị, phố với lại quần bôi á. Là lại mấy chị mang mà mấy cái hàng mà dạng như là chân váy ngắn này kia mấy chị khoác cái này bên ngồi nó đẹp á mấy chị nha, chứ không phải là bơm bơ mà để mấy chị khóa đâu nha mấy chị yêu nha. Ok Phương Thảo Nguyễn. Rồi cái này ghi liền em mấy chị. Chúc em mở quần caro 85.000 giùm em. Quần caro giùm em nha 85.000 giùm em. Có cho mấy chị một con nè. Caro giùm cho Hải nha 85.000 một con duy nhất mấy chị. Quần caro này mặc đẹp lắm. Caro giùm cho Hải 85.000 một con duy nhất mấy chị. Rồi cái áo này nè. Quần caro 85 dưới đây hả? 59.000 đi kem, đi nâu, đi đen 59.000 kèm màu. Áo bi này xinh 59.000 kèm màu giùm em. Bi kem, bi nâu và bi đen. Quần caro 85k giúp em mấy chị ơi. Bi kem, bi nâu và bi đen giùm em 59.000. Lấy áo này về mặc đi. Đẹp ơi là đẹp luôn nha. Hàng mắt bôn của Hải đàng hoàng nha mấy chị. Này. Quần ginh còn nhưng mà Hải chưa có like được mấy chị ơi. Chưa có sale ra được nha. Đây này mấy chị. Mắt bôn giùm cho Hải nha. Và cái này chị lấy thì chốt liền em. Bi kèm màu giùm em ha. Con bi này xinh lắm luôn ấy, hàng xốp người ta toàn bán 300 mấy ngàn á. Mà chuẩn hàng mắt bôn này đâu nha mấy chị nha. Không nó điêu mấy chị đâu. Nè, hàng của nhà Hải là hàng mắt bôn này mấy chị nha. Hãy xem mấy chị 59 ngàn một con áo này mặc xinh lắm mấy chị. Cực kỳ xinh luôn nha.
ghi liền em mã bi kèm màu giùm em, bi kem, bi bi kem, bi nâu và bi đen giùm cho hả. Mỗi mã em có một con rồi mấy chị, bán luôn cho mấy chị 59.000 kèm màu. Lấy mã bi 59.000 kèm màu mấy chị. Bi đen, bi kem và bi nâu à. Trời ơi, thật sự cái con này xinh lắm mấy chị. Xinh ơi là xinh luôn, cái áo của nó là dạng áo bí á mấy chị. Dạng áo bí nha, chứ không phải là áo thường đâu mấy chị. Áo bí cho hải nha mấy chị nha. Chị nào lấy thì chốt đi giùm em. À, nâu, kem, nâu và đen giùm em. Áo bí nha mấy chị nha. Dạng như là kiểu mấy bí bí á mấy chị. Kiểu như áo bí nha mấy chị nha. Mặc cái chân váy đẹp lắm. Trời lên áo. Nó có phải mặc 95k nha mấy chị ạ. Không phải em mặc 95. Rồi ghi dùm em mã 49.000 phong Mỹ cho em. Có con rồi mấy chị. Ghi em mã phong Mỹ 49 cho em. Ghi em mã phong Mỹ cho hải này mấy chị 49.000 mấy chị. Ghi em mã phong Mỹ. Đi kem cho chị Ngọc Liên. Thật luôn, cái áo bi nó đẹp thế mà mấy chế. Hàng bát bôi của nhà hải luôn đó. Đi kem 59.000 49.000. Mã 49 bên nào cho chị Giang Huỳnh. Rồi cái này kia em mở môi giùm em 49.000. Môi 49.000 có một con. 49 cho chị Mai Thị Hoa Lài. Rồi cái này kia em mở môi giùm em 49.000. Môi 49 này có một con. Kia em mở môi nha 49.000. Rồi mã số 5 giùm em 49.000 mã số 5 trên này giùm. Mã số 5 này mấy chị, 49.000 chú em mã 5. Ghi em mã 5 ha, 49.000 hãy có con nè. Để đi tìm cái phong mỹ cho mấy chị xem. Lấy mã màu giúp em mấy chị ơi. Rồi bây giờ lấy phong mỹ mấy chị comment phong mỹ thì nó lộn nó lên mã màu hoặc là mã số 5 giúp em mấy chị ạ. À, cái nào cũng là phong mỹ á, sợ chốt nhầm mã cho mấy chị á. Mã màu với lại mã số 5. Em tặng mỗi người mỗi cái về tối ngủ. Cái này để làm cái gì ta? À, con mà không lên nhé luôn mấy chị. Tặng nha. Chị nào có đơn thì tặng hề. Đây, ghi tên ra thôi mấy chị thôi, ngày mai bỏ hề. Cái này là để làm cái gì? Bịt mắt đúng không? Cái này là bịt mắt đó mấy chị, có cần làm cái gì không? Này, này em tặng nha. Chị là lấy thì ghi em mã tặng gì nha. Không phải để ngày mai bỏ vô cho mấy chị. Chị nào lấy thì nhắn tin cho anh. Bên này rất là tất cả cái bộ đồ chứ mà. Dạ không không. Cái này là cái bịt mắt đúng không mấy chị? Chứ có gì trong cái bộ mà bộ 3 4. Cái đó mày có đơn mà. Ai có đơn em bỏ vô nha. Chứ giờ nó tùm lum mà mấy chị. Đóng đồ chưa gió. Rồi cái này ghi liền em tặng dạ, không cái đó bỏ ngày mai bên em bỏ, ai có đơn bên em bỏ vô nha mấy chị ơi. Cái đó chị nào ngày mai em bỏ vô ha, chứ giờ tặng không mà in cái bill ra cũng mệt lắm mấy chị nha. Rồi cái này ghi liền em mã Mickey giùm em, nguyên một bài Mickey luôn ha, 49.000 luôn. Ghi giùm em nha. Cái nó là mango cũng được nè. Ờ đúng rồi đó, làm cái tự biết làm mango đi. Được đó bạn ơi, thử nè. Ghi liền em nha, chúc em mã áo 49.000 giùm em. Kim em mã 49.000 tối em làm. Ví dụ như mình ngủ không được cái mình kéo lên riêng đi. À không, cái này là chị nào mà hay cho khỏi tóc phải xếp cũng được ấy. Mấy cây bóng chín cho chị Kim Phương Bùi mấy chị ơi. Cái tè tại... đúng rồi đó mấy chị. Ê cái nơi mà tay con được đúng rồi đó mấy chị. Ừ đúng rồi á mấy chị. Không đúng rồi đó, em nói đúng đó mấy này.
rất là giống cô gái Hà Lan. Không phải mấy chị nào mà tẩy trang này kia, tóc này kia mấy chị xoáy in cái băng đô mà để cài lên đó mấy chị. Mà em mở vô nha. Rồi ghi liền em mà áo 49.000. Áo 49 nha chị Kim Hương Bùi. Ghi em tội hải, à, tội quá hải. Không thiệt đó mà, nhưng mà mất công giờ in bill ra mấy chị ơi. Cái này mai mấy ngày mai khách quan ơi, có gì là có nha. Rồi cái này ghi liền em luôn. Nó có mười mấy cái và nó em không có, ông nội nhận hoài không có sửa vô mặt. Rồi chị lấy thì chốt thì em ha. Kim em mà áo 49.000 dùm em. Trời má ơi, cái chữ hello của tôi. Rồi cái dùm em luôn. Lấy mà áo 49 giúp em mấy chị ơi. Cho con chị lấy mà áo 49 cho mà tặng mấy chị ơi. Kim em mà áo 49 chị ơi, tự nhiên em đi thì em lấy nó. Không, em mở nó trước mắt em lên. Rồi cái này ghi liền em luôn ha. Mickey 49, Mickey 49 em chốt cho ai rồi? Chị Thắm à? À, biểu diễn có đôi giày trên này đó em. Ừ đúng rồi, trong đây. Ở đâu đây vậy đó ta? Bốn mẹ. Không có. Không có thì nằm nó chứ nằm được. Căn cái hộp á, căn cái bịch nó kìa. Không có. Không có. Chết, đâu về sáng sáng đây đâu rồi ta? Có, để sai em đi tìm bây giờ đâu dám rồi. Ủa, thấy sao? Tới nay quên rồi. À, kệ, thằng mà hên xui ai có. Rồi ghi dùm em mã chữ dùm em mấy chị ơi, chữ dùm cho Hải nha. Ghi em mã chữ 49.000 không biết để đâu rồi ta. Ý không có hả? Ừ, ý là có nước để ra đây để cho nó rồi mà. Đi chụp lên. Ờ, chụp lên đơn đó mà. Em đợi chị bưng qua. Rồi cái này ghi liền em luôn ha, chốt em mã chữ 49.000 dùm em luôn. Rồi ghi em mã chữ 49 dùm cho Hải. Cứ có 10 kế mà tặng cho chị Ngọc Phượng 3 kế rồi nói chuyện đi. Rồi ghi liền em mấy chị, ghi em mã chữ nha, 49.000. Nè, kim em mã chữ nha mấy chịu nha, 49.000 giùm em. Lấy mã chữ 49 giúp em ạ. Chữ 49 nha, kim em mã chữ. Chữ nha mấy chịu nha, 49.000. Rồi cái này kim em mã vàng 49 nè. Mấy chị lấy mấy con áo phông này mặc sướng lắm luôn á. Con này là phông vừa nè, chị nào không mất rộng quá thì lấy mấy cái phông. Chữ 49 đi chị nha. Đi vỏ. Thật luôn ấy, mấy chị mua mấy cái áo phông này đi nha mấy chịu nha, 49.000. Mua cái áo phông mà nó giá trị cực kỳ luôn. Cho dù mấy chị đi mua cái hàng 180, 190 một cái áo phông thì mấy chị mặc nó cũng không bao giờ bền bằng cái áo phông 49 hay là 59, 69 ngàn hoặc phông Mỹ của nhà luôn á. Rồi ba lỗ giùm em nè, tặng nốt cho mấy chị 29.000. Chúc em mã ba lỗ 29 có hai ba con. Tặng cho chị Nguyễn Thị Thùy Dương. Ba lỗ nha, 29.000. Ba lỗ giùm cho Hải nè, giùm em mã ba lỗ giùm cho Hải 29.000, ba lỗ 29 giùm em. Em có một con vàng nè, chờ lấy chút em mã ba lỗ vàng 29.000 đi. Lấy mã ba lỗ 29 giúp em ạ. Vàng 29.000 có con nè. Kéo như thế này nha, chút em mã vàng 29 đi. Ba lỗ cho chị Nguyễn Thị Thị Dương. Ba lỗ vàng cho chị Thi Võ. No. Vàng đó từ từ hả? Vàng cúp ngực á mấy chị, chờ lấy chút em mã cho khỏi bị nhầm. Ba ghi em mã vàng 29 cho khỏi bị nhầm mấy chị. Vàng 29 cho khỏi bị nhầm nha. Mấy chị ơi có đơn làm ơn làm. Chọn ba lỗ lúc nãy cho chị Thảo Ly. Chọn bia trên 30 ngàn dùm cho Hải nha. Còn chị nào lên ba lỗ vàng thì ghi ba lỗ vàng giúp em nha, cho đỡ nhầm cái mẫu vàng lúc trước ạ. Hồng dùm em nè. Hồng 49 ngàn dùm em. Chúc em mã hồng ba lỗ 29 cho chị Tâm Tâm. Mấy chị cái con hồng này nè mấy chị nè, mấy chị mua đi, nó chuẩn hàng lay Âu luôn á. Hàng này mấy chị lên á, mấy chị mua hàng ba Âu ba lỗ mà. Vàng cho chị Nhím Ngất. Mấy chị mua cái hàng Âu á, hàng Zara mà 500 mấy ngàn á, vì mấy chị xem chắc này nó y như vậy luôn á nha mấy chị yêu nha. Ghi liền em luôn, 49.000 chắc lay mình đó mấy chị nha mấy chị yêu nha, y hàng Zara luôn. Hồng 49.000 giùm em. Hồng 49 thôi, em có hai con nè, chúc em mã hồng 49 giùm em. Hồng 49. Hồng 49 cho chị. Dạ chị Thi Võ không có
vàng luôn nha. Rồi hãy có cho mấy chị cái chân quái này, size FS. Hồng hai cái cho Sakura nguyên. Chân quái size FS nha mấy chị luôn nha, tặng nốt cho mấy chị luôn. Với giá là 49.000, chân quái size FS 49.000 giùm em. Vậy chứ. Chân quái này đẹp lắm mấy chị. Size FS giùm em này mấy chị. 49.000 cái chân quái này đẹp lắm, chân quái này mặc vào kiểu đẹp lắm. Đẹp lắm mấy chị. Xin dễ sợ chưa? Không lấy em để mặc. Dạ chị tặng anh Khoa. Chị Sakura Nguyên để chị một cái, ngay một cái cho chị đặng anh Khoa. Cái hồi sáng cái gì còn đó chị. Cái hồng sáng. Chưa mình có đơn. Không được 100k. Mấy chị ơi, gom đơn tới thứ năm lận mấy chị ơi. Chân váy con kiến. Chứ chị Nguyễn Lê. Gom đơn tới thứ năm lận mấy chị, nha mấy chị yêu nha. Rồi cái này ghi em mã váy dùm cho Hải này mấy chị. Ghi em mã váy size S này mấy chị, tặng luôn cho mấy chị luôn ha. 49.000 cho em mã váy size S này. Mấy chị ơi, đơn là em like tới thứ không dồn đơn mấy chị, không dồn đơn nha. Em dồn đơn tới thứ 5 cho mấy chị là ok rồi mấy chị nha. Là like tới mấy like rồi mấy chị, rồi dồn hơn thứ 7 nữa là chủ nhật là nguyên là 16 mà mấy like em. Là 14 like đó mấy chị nha, nên là không có dồn như vậy được mấy chị. Em dồn tới thứ 5 là có nghĩa là bao nhiêu like mấy chị like. Nha mấy chịu nha. Kim em mã váy 49.000 giùm em. Em thật luôn ấy. Không ai mà dồn like như vậy đâu mấy chị. Chắc mình nhà Hải á. Không ai đi dồn like từ thứ 2 cho thứ 5 để cho mấy chị chọn họ thích như vậy luôn á nha. Váy 49.000 giùm em. Váy 49 cho chị Tinh Bùi. Rồi cái này ghi liền em mã sơ mi giùm em nè. Sơ mi đi làm nha, 39.000. Chúc em mã sơ mi 39.000 giùm em. Sơ mi 39.000. Em hoặc ông em cũng hay đi xem like người ta lắm mấy chị. Nhưng mà chắc mình nhà em bán cái hàng mà cái kiểu mà gom đơn như vậy á. Bởi vậy nên là lúc mà mấy chị biết sao, lúc mà thứ năm gọi chốt đơn á, cũng có rất là nhiều chị trời ơi trời đất luôn á mấy chị. Lâu quá mấy chị ơi. Nha mấy chị ơi nha. Lâu quá rồi này kia đủ thứ hết mấy chị. Sơ mi 39.000 giùm em. Lâu quá mua chỗ khác rồi mà. Này đủ kia mấy chị ơi, em muốn quẩy luôn á mấy chị. Rồi ba lỗ giùm em nè, ba lỗ kem nha mấy chị nha. Ghi em mã ba lỗ kem giùm cho Hải luôn với giá là 29.000. Chúc em mã ba lỗ kem 29.000. Sơ mi đi làm mấy chị ơi. Thứ 7 thùng rồi chị. Thứ 7 thùng rồi đi đơn rồi mấy chị ơi. Thứ 7 là thùng rồi là đi đơn rồi. Chỉ có mình nhà Hải dồn đơn thôi. Hoặc luôn ở chỗ khác người ta toàn like một ngày là người ta, một ngày người ta có nhân viên người ta like 3k, người ta ngày mai người ta cũng đi đơn nha mấy chị à. Mà đơn có 70.000 người ta cũng đi cho mấy chị rồi á, nha mấy chị nha. Chứ không dồn đơn như nhà Hải đâu, nhà Hải dồn đơn cho mấy chị nhiều ngày ơi là nhiều luôn á. Nhưng mà khổ cái, khách quen thì người ta, khách quen thì dồn đơn ok mấy chị nha. Khách mới mấy chị ơi, dồn đơn. 29 cho chị Kiều Tư. Chọn à, thứ hai, thứ ba. Thứ năm nhà em gọi chốt đơn thôi, lâu quá rồi không nhớ, chị không nhớ chị đặt cái gì luôn, chị không nhớ này kia mấy chị đủ thứ lý do á, em muốn phiền luôn á mấy chị. Còn em vô dồn đơn cho mấy chị là mấy ngày luôn á. Cái hoa vui gặp là gì nãy, cái hoa dưới đất là gì nãy, cái hoa đâu à, hoa nãy à, trời ơi chị Kim Phụng mà chồng nghía luôn. Rồi áo dùm em 29.000, cho em mã trắng 29 dùm em. Trắng 29.000 dùm cho dạ, Hải nha. Dạ không có nha chị Cathy Nhi. Cho em mã trắng 29 có một con à. Trắng 29.000 dùm em. Đây cái con maxi này là bán tặng nè mấy chị, 69.000. Em có màu tím và màu xanh mấy chị lấy đi nha. Có 69.000, con maxi này đẹp lắm nè. Con maxi này đẹp lắm mấy chị. Nè 69.000 kèm màu dùm em nè. Màu xanh và màu tím cái này mặc ở nhà đẹp chi hiệu. Em thấy cái này chị nào có chồng á, mấy chị ở nhà mấy chị mặc xinh lắm luôn. Trắng 49 cho chị Phan Quỳnh Anh. Cái này mặc ở nhà đẹp ô là đẹp luôn á. Nè em cũng thích mặc váy dài lắm mấy chị.
ở nhà cũng không thích mặc váy dài qua gối, ít khi mặc váy ngắn. Này, đẹp chưa? Thích hoa lắm. Này mấy chị, xinh chưa nè? Nhưng mà nó có hai màu ha, màu xanh với màu tím. Hôm nay mấy chị 55kg đổ lại á, em bán mấy chị 69.000 con này nha, xinh lắm. Giá maxi á mấy chị. Này, con này cực kỳ xinh luôn nha, 69.000 kèm màu giùm em, màu xanh và màu tím giùm em, xanh và tím giùm chạy nha, 69.000 lấy mã 69 kèm màu xanh và tím giúp em. Mà trời ơi, cái này mặc ở nhà xinh lắm mấy chị ơi, rất là xinh luôn, mặc trắng nát rồi mấy chị ơi. Cái liềm em nha mấy chị ơi nha, xanh giùm em và tím nha mấy chị ơi nha, chưa chồng thì mặc gì cũng được hết em ơi, có chồng rồi nó khác trời ơi. Có chồng rồi mấy chị ở ví dụ như xanh số 9 cho chị Kim Phụng, ví dụ như mấy chị ở nhà riêng nó khác, mấy chị ở tiếng nhà chung nó chị khác Lê Võ. Nhà riêng mặc kiểu gì cũng được hết, ưng mặc kiểu gì mặc kiểu đó, ở nhà riêng phải trùng đi. Ừ, phải trùng cũng được, mày nói hết. Còn mấy chị ở ngoài kia là đâu có. Dạ tới thứ like nữa nha chị đã đi qua. Rồi cái này thì em mã size M giùm em nè, chân váy size M dùng cho Hải con này mấy chị, tặng cho mấy chị 69.000. Có quần bên trong nha, size M dùm em 69.000, chúc em mã chân váy 69.000 size M. Rồi cái này ghi liền em luôn, chân váy size M dùm em 69.000, size M mấy chị 69.000 dùm cho. Còn Vinh hả? Còn Vinh đó chị, nhưng mà chưa có like nha. À, tối Hải sẽ like cho mấy chị, tối này Hải lên hàng mới nhiều lắm luôn á, mấy chị canh like ha. Em váy CM của chị Ivana. Rồi còn cái áo caro cuối cùng luôn á hả? Cái áo caro cuối cùng cho chị nào mà chưa trộn được nè, 39.000, chúc em mã caro 39.000. Caro giùm em ha, 39.000 giùm dạ. Chúc em mã caro 39.000. 69. Caro giùm cho Hải nha, chúc em mã caro giùm dạ. Caro nha mấy chị nha, bữa nay mấy chị ở biết sao không, nó giao mùa rồi. Thật luôn á, nó giao mùa rồi mấy chị. Lấy mã caro 49 ạ. Caro 39. Lấy mã caro 39 ạ. Caro 39 thì chị Hạo Nguyễn. Mấy chị hãy có cái áo bé này mấy chị, size số 5 này, tặng cho mấy chị 29.000 luôn. Kim em mã áo bé 29.000 có con nè. Áo bé dùng cho Hải nha, 29.000 hãy có một con. Kim em mã áo bé số 5, size số 5 đó mấy chị, là 30kg, 35kg á. Rồi 69.000 size M giùm em. Ghim em mà set 69.000 size M mà quần. Khó khảo mà. Khó giải mặt 95.000 nha. Khó giải mặt 95.000 mấy chị, còn được 2 con á, 3 con. Rồi cái này ghim em mà set 69.000 này mấy chị. Bé 29 cho chị Lâm thì canh lé. Set 69.000 size M. Ghim em mà set 69 giùm em, 69.000 size M giùm em. Có set không? Lấy mã set 69 ạ. Set 69 xin mời giúp em mấy chị ơi. Rồi cái này ghi em mã áo 69.000 luôn. Áo này hàng cao bao giùm em ơi. Hoa tím giùm em. Hết mã áo bé rồi mấy chị ơi. Ghi em mã hoa tím giùm cho em. Lấy mã caro luôn rồi, lên giúp em mã set 69 ạ. Hoa tím giùm cho Hải nha. Với giá là 69.000 kim em mã hoa tím 69. Hoa tím 69.000 kim em mã hoa tím 69. Mã hoa tím 69 ạ. Hãy còn một cái vé thì mấy chị. Một vé caro 103.000 mấy chị, lấy cho em mã 103 giùm em. Kim em mã 103 nha mấy chị nha, 103.000. Một cái áo khoác. Trời ơi, có ai đi nhập 99.000 mà bán cho mấy chị 103 lại cái áo được 3.000 không mấy chị? Nè, lại cái áo được 3.000 nè. Xếp 69 xem mời cho chị Tâm Tâm. Mấy chị 103.000, ghi em mã 103 giùm em. Ghi cho em mã 103 nha. Hỏi thật luôn ấy, không ai bán một cái áo mà lãi 3.000 như Hải đâu mấy chị nha. Nhập 50 con thì bán lại mấy chị tính ra đi mấy chị, lãi được bao nhiêu không? Kim em mã khoác phép giùm em, 103 giùm em.
caro 390 và hết rồi em ơi, không còn cái nào luôn ấy, hết rồi đúng không? Caro đó bữa trước chị đi hết rồi. Ghim em mở khoác giùm em ha. Khoác 103 giùm em có con rồi mấy chị, hết rồi đó. Rồi cái này là set 140 này mấy chị, 140 nha mấy chị, lấy set này đi. Khoác 103 cho chị Tiêu Tiêu. Giống của Vân Hồng lấy bay chị đi vỏ hay à? Giống của Hương Giang đó mấy chị, mà Hương Giang màu xanh vỏ đậu em một em ha. Xách ngố đó mấy chị nha. 103.000 size cho mấy chị mặc SM ok giùm cho Hải nha. SM ok giùm cho Hải nè. 140 mấy chị, ghim em mã size 140. Rồi cái này ghi liền em ha. Chốt liền em mã này là mã 140 giùm em. Xách vest 140 nha. Đây, set này xinh xỉu luôn đó mấy chế. Xinh lắm luôn, 140 mấy chị. Mấy chị cứ nghĩ đi. Mấy chị đang ngồi mua thấy một cái quần ngố ngố như thế này. Quần ngố ngố như thế này, xương xương ra số cũng là 100 mấy rồi, 180, 190 rồi. Đây cho mấy chị một con áo khoác vest nữa. Mà 140 mấy chị, nguyên một set luôn cho Hải luôn nha. 140.000 đó mấy chị. Nha mấy chị. Rồi cái này chị lấy cho mình set vest giùm em. 140 nha mấy chị nha. Giờ lấy thì chốt giùm em mà set 140 giùm em. Còn một con áo duy nhất luôn nè mấy chị, 85.000 thôi một con duy nhất. Trời ơi mấy chị ơi, mấy chế nhận hàng em bé rồi. Chế nào cũng nhắn tin Hải ơi, về thêm đi Hải ơi, chị mua cho con đi học, rẻ quá trời luôn á. Ngày mai em sẽ like đồ em bé cho mấy chị. Rồi cái này ghi liền em, mã sơ mi 85.000 một con duy nhất. Dạ có nha chị Thi Võ. Xếp vé 140 cho chị Ivana. Để mình cũng đồ cái đánh đồ. Ok đúng rồi, bên Hải dồn đơn mấy chị ơi. Xếp 140 cho chị Đăng Thảo. Rồi cái này ghi liền em luôn, ghi em mã nha mấy chị ơi nha. Ghi dùm em mã này là mã sơ mi dùm em, 85.000. Ok chị Ivana nha. Chị Kha Thi Nhi một set vest bọc 140. Sơ mi trắng giùm em. Cho chị đi mượn cái điện thoại với chị. Ghi em mã sơ mi trắng giùm em, 85.000 một con duy nhất à. Dạ, set vest này không có size chị ơi, free size chị Ivana. Set vest cho chị Ủy Đoan ạ. Thế chị sơ mi trắng này đẹp lắm. Mấy chị mặc theo kiểu như thế này cũng đẹp. Sơ mi trắng năm này hot lắm. Chị Evana không có size S nha. Chị, cái set này mình bán 49 nè. Biết bao nhiêu không? 100.000 á. Bé kia gửi qua Hải ơi, còn hay không nè. Ngày chị nước hoa Dubai nó hot luôn hả chị? Rồi cái này ghi liêm em mà áo sơ mi dùm em ha, 85.000 có con rồi mấy chị. Áo sơ mi 85.000. Áo sơ mi dùm em ha, 85.000 dùm em. Cũng cùng đây phải cái dễ đầy thế. Ừ, cái áo sơ mi đó bạn mặc mất. Chị nào có mua đồ cho con không? Dạ ok chị Ivana. Mẹ có cho mấy chị mấy cái hoa tím đồ em bé. Xét vét có 1m60 vừa không? 1m60 không vừa đâu chị. Đây mã sơ mi với em mấy chị ơi. Sơ mi cho Hải nha, có con cuối cùng đó mấy chị ơi. Rồi váy dùm em nè, 79.000 nè mấy chị. Của bé nha. Này là size 120 dùng cho Hải nè mấy chị. À 120 là cho chị nào có con tầm khoảng 20-25kg ok cho Hải luôn nha. 79.000, chúc em mở hoa tím 79 có mấy con à. Mặc mấy cái này là chén nào cũng hỏi luôn ấy. Hải ơi về tiếp đi Hải nha. Mà không biết, quên ngày mai em like cho mấy chị em bé tiếp nha mấy chị luôn nha. Nhưng mà chưa có làm hàng thôi, ngày mai em like cho mấy chị luôn á nha mấy chị. Tối nay thì em lên hàng người lớn cho mấy chị mẫu mới nha. Rồi cái này chị lấy chút em mã váy tím dùng cho Hải này. Váy tím nha, 79.000, xinh lắm mấy chị. Size 120 nha mấy chị yêu nha. Hoa tím với chị Thanh Thúy. Tối bên em bên đây nha chị ơi. Tối Hải lên nha. Ghi liền em mã váy tím nha mấy chị yêu nha. Mã váy tím em còn size 120 à mấy chị. Còn size 120 cho mấy chị có 79.000, mấy chị mua về cho bé mặc đi, em nói thật luôn ấy, xịn lắm mấy chị. Y hàng 160 hồi luôn. Nha. Y hàng 160 mấy chị mua cho con mấy chị luôn. Hôm nay cho mấy chị nào có con tầm khoảng từ 10 18 mấy chị. Ví dụ như bé nào mà múp á mấy chị thì 18 nha mấy chị nha, tới 25 kg là được. Nha mấy chị nha.
18-25kg thì mới chịu nha. Dạ tối lên hàng mới cái gì cũng có ha chị Sakura Nguyên ơi. Nhiều lắm đó chị ơi. Nhiều lắm. Phải tiếng với chị Nữ Nguyễn. À em nói cho mấy chị đi. Đi đi rồi. Đây áo là rất tốt, chị nào chưa mua thì mua cái áo này cho Hải. Hết đất luôn. Tặng cho mấy chị nha. 59.000 luôn. Chúc em mặc áo 59.000. 59.000 dùng cho Hải nha. Kim em mã 59. Chị Ngọc Liên bữa trước chị lấy áo đầm này chưa? Chưa lấy à? Cho chị Ngọc Liên. Cho chị Ngọc Liên. Đây áo cà rốt tốt này lấy đi mấy chị. Xinh lắm mà nha. Cưng lắm mà nha. Đây cái này hãy mặc lên, bữa trước phải chưa có mặc màu đen, hãy mặc màu xanh là hết sạch màu xanh đúng không? Em mặc màu tím là hết màu tím mấy chị, mà màu đen chưa có mặc thôi nha mấy chị nha. Cưng lắm, dáng cà rốt tốt cho Hải luôn ha, mà rút hai bên nữa. Nhìn cưng lắm mấy chị nha mấy chị nha. Mấy chị mặc cái này nè, mấy chị mặc cái quần đùi á cảm giác như là hết mông lắm mấy chị. Hết mông hết dáng lắm nha mấy chị nha. Ghi giùm em mà áo 59.000 giùm em luôn, hàng này em bán giá 79.000 á. Ghi em mà áo nha mấy chị nha. 59.000 giùm em. Con này là nhập vô cao hơn hàng kia luôn mấy chị, nhập cao lắm. Lên mà áo 59.000 giúp em mấy chị ơi. Ghi em mà áo nha mấy chị con, có 59.000 thôi. Em lên cho mấy chị ít bộ đồ bé này. Size 130 nè. Áo 59 cho chị Rio. Xem 130 nè. Áo 59 cho chị Giang Giang. Xem 130 em còn một con. Xem 130 cho Hải nha. 99.000 chứ không em mã 99.000 gì. À lấy rồi em mà mua thêm cho cháu. Áo 59 cho chị Ngọc Liên. Các chị. Y liềm em nha mấy chị yêu nha. Đây. Cá mập giùm em xem 130. Cá mập size 130 dùng cho Hải nè. Ghim em nha mấy chị nha, ha mặc được nhưng mà hãy sợ kích đó chị Phi Phi ơi. Rồi cái này ghi liềm em bộ bé nam một con à. Size 130 cho mấy chị có con tầm khoảng từ 27 28 30 kg mấy chị mang ok dùng cho Hải. Từ 20 22 kg đổ lên là mấy chị mang được nha, cho con mang được. Mà cái bộ này đẹp lắm, Hải hoặc luôn ấy. Hãy còn một bộ duy nhất size 130 luôn, không còn có bộ thứ hai luôn. Tại vì bộ khủng long này bán nhiều này, bộ cá sấu này bán nhiều cực kỳ luôn á nha mấy chị yêu nha. Vải đã lắm luôn, tay của nó nè nha mấy chị yêu nha. 99.000 một bộ kèm cho mấy chị một cái quần rinh này, mà quần rinh VIP lắm nha mấy chị yêu nha, siêu VIP luôn ấy nha. Chờ lấy chốt bây giờ em mà xếp giùm em luôn. 99.000 dùng chạy, hãy có cho mấy chị được một set nha mấy chị yêu nha. Một set đó nha mấy chị, đi liền em mã 99.000 dùm em. Ghi em mã set tím mấy chị ạ. Set tím dùm cho Hải nha, 99.000 đẹp lắm. Set no. À quên lộn. Lộn mấy chị ơi, set cá sấu, à quên cá mập. Rồi cái này là size 101. Còn một bộ 101, một bộ 102. Một bộ 101 luôn. 101, 102. 101, 102 nha. Chốt liền em mã tím. No, kèm size 101-102 giùm em. Này mấy chị, kèm cho mấy chị một cái dây cột tóc hay là để cho bé đeo tay cũng ok luôn ha. 101 và 102, size 101 là cho mấy chị con tầm khoảng 20kg nha mấy chị nha. 18, 15 nha mấy chị nha. 102 là cho mấy chị có con tầm khoảng 25kg đổ lại cho Hải. Này mấy chị, 24, 25 là ok. Kèm size nha mấy chị nha. 101 và 102 cho Hải nè. Hoa tím dùng cho em ha. Chị nào có con mà hai đứa con gái mua cho hai đứa con gái cũng đẹp. Em mới chịu nha. Chúc em mã hoa ghi em mã tím kèm size giùm đi. Tím kèm size nha, 101 và 102 xong rồi tắt like nha mấy chị. Cái đầm tím này xinh lắm, siêu cưng. Dạ tối bên em 8 giờ 8 rưỡi gì đó like nha chị nha. Con tím này xinh lắm mấy chị, nha mấy chịu nha. Rồi xong rồi tắt like nha mấy chị. Con này xinh xinh ơi là xinh luôn ấy. Xinh xỉu luôn đó mấy chị, cưng lắm cái hoa tím, cái đầm tím này đẹp. Rồi thôi tắt like nha mấy chịu nha. Tối nay là 8 rưỡi hãy like mấy chị ơi. Hoa tím có 110 à? Có.
110 cho chị Nguyễn Thị Thùy Dương. 110 cho chị Nguyễn Thị Thùy Dương. Nó có cái nơ dễ thương lắm mấy chị ơi. Rồi sao mày tắt like nha, hẹn gặp mấy chị tối nha. Bye bye mấy chị nha.